Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 1721, phát hiện bất ngờ 1. Trương Dương vừa nghe vậy liền biết là người nhà của Từ Ngưng tới rồi, đi đầu là một người tóc hoa râm, dáng người cực kỳ cường tráng, vẻ mặt dữ tợn, và vô cùng lo lắng, chính là Từ Đại Quang, cha của Từ Ngưng, y là lão tổng của công ty thủy sản Sùng Minh thành phố Kinh Sơn, bối cảnh của người này trước đây cũng không sạch sẽ gì, lúc trẻ từng bởi vì đánh nhau mà nhiều lần phải vào tù. Ở Kinh Sơn cũng được coi là nhân vật xã hội nổi danh. Trương Dương nhìn thấy 6 người đi theo phía sau y, lập tức ý thức được người này cũng không phải là hạng người lương thiện. Từ Đại Quang nhìn thấy Tạ Hiểu Quân ngồi đó thì xông lên túm cổ áo hắn, giận dữ hét, đồ khốn nạn, mày đã làm gì con gái tao? Tạ Hiểu Quân trong lòng vốn đã áy náy, hắn cúi áy náy không thôi nói, xin lỗi. Bác Từ, xin lỗi. Đờ mẹ mày, Từ Đại Quang đấm một phát vào mặt Tạ Hiểu Quân. Khiến cho Tạ Hiểu Quân ngã xuống đất, máu mũi lập tức chảy ra. Lâm Tú nhìn thấy con trai bị đánh, lập tức nóng nảy, huống chi Từ Đại Quang này thô bỉ không chịu nổi, trước mặt cô ta không ngờ dám nói những lời tục tĩu như vậy, vốn Lâm Tú cũng rất áy náy vì chuyện này, nhưng nhìn thấy Từ Đại Quang ra tay đả thương người thì lập tức phát hỏa, cô ta đỡ con trai lên, tức giận nói anh có chuyện gì cũng cứ từ từ, đánh người làm gì. Từ Đại Quang chỉ vào mũi Lâm Tú quát, đánh hắn à? Bố mày còn muốn giết hắn kia, nếu con gái tôi có gì không may, cô chờ nhặt xác con trai đi. Trương Dương không muốn cũng không muốn nhúng vào loại tranh cãi gia đình này, nhưng nhìn thấy Từ Đại Quang bố láo như vậy, hắn không thể không nói. Trương Dương đi tới cản trước mặt Từ Đại Quang, Từ Ngưng bị thương, mọi người đều thấy buồn, nhưng anh nói chuyện cẩn thận chút, hiện tại là xã hội pháp trị, đừng động chút là mang xã hội đen ra hù dọa người ta. Từ Đại Quang trợn tròn hai mắt, nhìn Trương Dương như hổ rình mồi. Hận không thể nuốt chửng hắn, sao? Bố mày là xã hội đen đấy thì sao? Pháp chế cái rắm, tao hôm nay nói rõ ở đây, con gái tao nếu làm sao thì tao giết cả nhà mày. Trương Đại Quan Nhân cười lạnh nói, kiêu ngạo quá nhỉ, nếu không phải nể tình con gái anh đỡ đạn cho Tạ Hiểu Quân thì tôi hiện tại có thể bắt anh lại rồi đó. Từ Đại Quang giận dữ hét, bắt tao á? Mày con mẹ nó dựa vào gì? Tao sợ mày à? Một giọng nói uy nghiêm từ phía sau vang lên, dựa vào gì ư? Dự vào tôi là cảnh sát, Tạ Chí Quốc dẫn hai trợ thủ tới, y vừa làm xong chuyện ở hiện trường, cũng chạy tới thăm Từ Ngưng, không ngờ gặp cảnh này. Từ Đại Quang tuy rằng bưu hãn, nhưng nhìn thấy Tạ Chí Quốc cũng có chút sửng sốt, y biết Tạ Chí Quốc, người lăn lộn trong xã hội ít ai không biết cục trưởng công an địa phương, nhưng Từ Đại Quang không biết con gái yêu con trai của cục trưởng công an, đầu y có chút quay cuồng. 6 tên đàn em hung thần ác sát phía sau nhìn thấy Tạ Chí Quốc thì cũng sợ, đừng nhìn đám người này hung ác. Nhưng gặp cục trưởng cảnh sát thì cũng không khỏi chột dạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tạ Chí Quốc nhìn con trai đang lau máu mũi, tức giận lườm Từ Đại Quang một cái. Từ Đại Quang không hề biểu hiện ra vẻ lùi bước, không cam lòng yếu thế đối diện với Tạ Chí Quốc, con trai anh hại con gái tôi. Tạ Chí Quốc nói, Từ Ngưng cứu Hiểu Quân, tôi rất cảm kích, Tạ gia của chúng tôi nợ cô gái này, anh đánh Hiểu Quân là nên, nhưng có những lời không được nói lung tung. Xã hội đen ư? Anh nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem nào, anh không hiểu pháp luật à? Từ Đại Quang nuốt nước miếng, trước mặt cục trưởng công an y thực sự không dám nói mình là xã hội đen. Tạ Chí Quốc nhìn ra Từ Đại Quang chỉ là hạng mãng phu, biết y bởi vì chuyện của con gái mà mất lý trí, Tạ Chí Quốc cũng không có ý truy cứu, thở dài nói, Từ Ngưng bị thương, mọi người đều rất buồn, anh hiện tại cho dù tức giận gây sự cũng là vô bổ, không bằng tỉnh táo lại, chờ kết quả phẫu thuật. Từ Đại Quang sờ sờ gáy, vẻ mặt bi thương lẩm bẩm nói, tôi chỉ có một đứa con gái. Nếu nó xảy ra chuyện, tôi. Trương Dương nói, anh yên tâm đi, Từ Ngưng không có nguy hiểm tới tính mạng. Đang nói thì đèn phòng phẫu thuật tắt, tất cả mọi người đều vây đến cửa phòng phẫu thuật. Chủ nhiệm ngoại khoa phụ trách mổ chính đi ra, y tháo khẩu trang, nhìn thấy ngoài cửa có nhiều người như vậy thì không khỏi nhíu mày, làm gì thế? Đại tụ hội à? Có điều y rất nhanh liền nhìn thấy cục trưởng công an Tạ Chí Quốc, lập tức vẻ mặt tươi cười nói, Tạ cục cũng tới à? Từ Đại Quang lo lắng nói, đại, con gái tôi thế nào? Nó có sao không? Chủ nhiệm ngoại khoa không để ý tới hắn. Tạ Chí Quốc cũng nói, người bị thương thế nào rồi? Chủ nhiệm ngoại khoa nói, không có nguy hiểm tới tính mạng, viên đạn cách động mạch chủ rất gần, nếu dịch thêm một chút nữa thì chỉ sợ cũng không cứu được, cắt bỏ một bộ phận ruột. Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống về sau của cô ta. Nghe thấy chủ nhiệm ngoại khoa nói như vậy,
tất cả mọi người thở phào như chút được gánh nặng. Lúc này nhân viên y tế đẩy Từ Ngưng ra, Từ Đại Quang lớn tiếng nói, con gái, con gái. Hộ sĩ ở bên cạnh không nhịn được trách mắng, anh làm gì thế? Bệnh nhân bị gây tê vẫn chưa tỉnh lại, anh gọi cái gì? Từ Đại Quang không ngờ không hề tức giận, cười ngây ngô. Tạ Hiểu Quân đi theo xe đẩy tay, nhìn khuôn mặt tái nhợt Từ Ngưng mà rơi nước mắt. Một đám người đi theo xe đẩy tay tới ngoài phòng giám sát bệnh nặng, tất nhiên không thể có nhiều người như vậy đi theo vào, cuối cùng để hai người Từ Đại Quang và Tạ Hiểu Quân đại biểu, thay quần áo cách ly, đi vào thăm Từ Ngưng. Lâm Tú biết được Từ Ngưng không sao, lặng lẽ kéo chồng sang một bên, nói khẽ, người nhà này vừa nhìn đã biết là không tử tế gì rồi. Tạ Chí Quốc nói, thôi, em nói ít thôi. Lâm Tú biết trải qua chuyện tối nay, chỉ sợ tình cảm giữa hai người trẻ tuổi mình không ngăn trở được. Tuy rằng cô ta rất cảm kích Từ Ngưng đỡ đạn cho con trai, nhưng cô ta vẫn có chút không tình nguyện để bọn họ yêu nhau. Trương Dương đi tới trước mặt Tạ Chí Quốc, mỉm cười nói, Hiểu Quân trọng tình nghĩa cũng là một chuyện tốt. Tạ Chí Quốc nói, tôi thấy cô gái đó không tồi, đối mặt với sống chết mà vẫn có thể đẩy Hiểu Quân ra rồi đỡ đạn cho nó, dũng khí như vậy là rất hiếm thấy. Lâm Tú, lát nữa em nói mấy câu tử tế với cha người ta đi. Lâm Tú nói, muốn nói thì tự anh đi mà nói. Một phụ nữ như em nói gì với hắn? Tạ Chí Quốc lắc đầu bất đắc dĩ. Trương Dương nói, có tra được manh mối gì không? Tạ Chí Quốc nói, đối phương rất lão luyện, chắc là sát thủ, sử dụng súng lục có ống giảm thanh, cho nên chúng ta không nghe được tiếng súng. Lâm Tú lòng còn sợ hãi nói, thôi anh hay là đừng cục trưởng công an nữa, đắc tội với nhiều người như vậy, hiện tại người ta dí súng vào con trai chúng ta rồi kìa. Tạ Chí Quốc hiển nhiên có chút tức giận, em có thể đừng lải nhải nữa được không? Lâm Tú tức giận đến nỗi đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống, không để ý tới chồng nữa. Tạ Chí Quốc cũng tức giận phi thường, châm một điếu thuốc rồi đi đến cửa sổ, lúc này một gã cảnh sát đi tới, Tạ Cục. Tạ Chí Quốc gật đầu. Cảnh sát nói, vừa rồi chúng tôi đã xem camera ở hiện trường, có được một số tư liệu của hung thủ, hắn đưa tấm ảnh chụp được cho Tạ Chí Quốc. Trương Đại Quan Nhân cũng ghé tới. Bởi vì chuyện liên quan tới đồ đệ của hắn, hắn cũng phá lệ quan tâm, Trương Đại Quan Nhân không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì máu nóng dồn lên đầu, tuy rằng bức ảnh đó không rõ, nhưng Trương Đại Quan Nhân vẫn từ vẻ bên ngoài đặc thù của đối phương nhận ra người chính là kẻ đã sát hại Khương Lượng Lâm Quang Lượng. Tạ Chí Quốc nói khẽ với bộ hạ, lập tức điều tra tư liệu về người này, triển khai lùng bắt trong phạm vi toàn thành phố. Trương Dương nói, không cần điều tra, người này tên là Lâm Quang Lượng. Tạ Chí Quốc có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, không biết hắn sao lại nắm rõ tư liệu của hung thủ như vậy. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, người này có cháy thành cho tôi cũng nhận ra, hắn đã sát hại Khương Lượng, bạn tốt của tôi vẫn đang tìm hắn, không ngờ hắn lại tới Kinh Sơn. Tạ Chí Quốc nói, anh có thể khẳng định không? Trương Dương lại liếc bức ảnh, không nhầm được đâu, anh có thể liên lạc với phía thính công an Bình Hải, Vinh Thính luôn quan tâm tới vụ này, trên tay hắn có rất nhiều tư liệu về người này. Tạ Chí Quốc lập tức phân phó thủ hạ đi làm. Trương Dương nói, Tạ Cục, nếu anh có bất kỳ tin tức nào về người này thì xin nói cho tôi biết. Tạ Chí Quốc làm công tác hình trinh nhiều năm, liếc một cái liền nhìn ra Trương Dương hận Lâm Quang Minh đến cực điểm, nếu Lâm Quang Minh lột vào tay Trương Dương, chỉ sợ là không được chết tử tế. Tạ Hiểu Quân kiên trì ở lại cùng Từ Ngưng, Từ Đại Quang xác định con gái không sao thì rời khỏi phòng giám sát bệnh nặng, lúc này trên mặt y đã không còn vẻ giận dữ. Tạ Chí Quốc đi tới nói vài câu xin lỗi với y, Từ Đại Quang hiện tại cũng biểu hiện rất rộng rãi, chuyện của người trẻ tuổi tôi không quan tâm, vừa rồi nhìn thấy con gái bị thương nên mới đánh con trai anh một quyền, nể tình hắn đối với con gái tôi không tồi, chuyện này tôi không tính toán với hắn, có điều về sau anh nên dặn dò hắn, trăm ngàn lần không thể bạc đãi với con gái tôi. Chương 1722, phát hiện bất ngờ 2. Tạ Chí Quốc thực sự có chút dở khóc dở cười. Mình là cục trưởng công an, Từ Đại Quang này là nhân vật xã hội, không ngờ con cái họ lại yêu nhau. Từ Đại Quang cũng không ở lại lâu, sau khi nói xong thì dẫn đám thủ hạ rời khỏi, Trương Dương cũng đi theo sau, khi tới bãi đỗ xe dưới lầu, nhìn thấy Từ Đại Quang đứng trước một chiếc xe BMW mắng chửi người ta, y chỉ vào một người trong đó, Lưu Diệu, tao bảo mày cha xem thằng ôn đó là ai, mày con mẹ nó sao không cha cho tao. Cha nó là cục trưởng công an mà mày cũng không biết à. Muốn lừa tao đúng không? Nếu để tao tra được là mày muốn chơi tao, tao giết chết cả nhà mày. Y tát cho thằng ôn đó một cái, lại mắng mấy câu rồi lên xe.
Bọn họ tổng cộng ngồi trên hai chiếc xe bỏ đi, chỉ còn lại tên Lưu Diệu bị đánh, Trương Dương lắc đầu, lại nhìn thấy tên kia lấy điện thoại cầm tay ra, vừa gọi điện thoại vừa nhìn xung quanh. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng lén lút của thằng cha này thì trong lòng không khỏi tò mò, hắn trốn trong bóng tối không đi ra vậy, khoảng cách xa như vậy cũng chỉ có Trương Đại Quan Nhân mới có năng lực nghe được Lưu Diệu rốt cuộc đang nói gì. Sau khi điện thoại nối, Lưu Diệu nói khẽ, anh Sâm, hắn hoài nghi tôi rồi. Trương Dương ngẩn ra, thằng Ôn này quả nhiên không phải là hạng tốt lành gì, chẳng lẽ vụ đấu súng tối nay có liên quan tới hắn. Lại nghe thấy Lưu Diệu nói, hắn đi tới kho để hàng hóa chuyên chở. Nếu để hắn phát hiện chúng ta bí mật mang theo hàng lậu, chuyện phiền toái rồi. Lưu Diệu ở bên kia gọi chừng 3 phút, hắn lại nhìn xung quanh một chút rồi chuẩn bị đi đến cửa bệnh viện bắt xe, nhưng hắn chưa đi được vài bước thì Trương Dương thình lình từ phía sau nhảy ra, vươn tay điểm trúng huyệt đạo bên hông hắn, Lưu Diệu cảm thấy thân thể tê đi, ngã xuống, Trương Dương ôm vai hắn, giống như là bạn bè đi đến trước xe của mình, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Trương Dương nhét hắn vào bên trong xe. Lưu Diệu căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, muốn hét cứu mạng thì phát hiện mình căn bản không phát ra được tiếng. Trương Dương lái xe rời khỏi bệnh viện, tới chỗ vắng vẻ ở Tây Giao Kinh Sơn thì kéo Lưu Diệu xuống. Lưu Diệu bị hắn điểm trúng huyệt đạo nên không thể nhúc nhích, té lăn trên đất, Trương Dương tóm lấy tót hắn, dí mặt hắn xuống bùn, nói khẽ, khai thật ra, mày làm sau lưng Từ Đại Quang. Khi nói chuyện thì giải khai á huyệt cho Lưu Diệu. Lưu Diệu run giọng nói, anh là ai? Là đại ca phái anh tới ư? Trương Dương lạnh lùng nói, đừng có nói những lời thừa thãi, mày tốt nhất khai thật ra cho tao, là ai phái người ám sát Tạ Hiểu Quân? Tôi không biết anh đang nói gì. Trương Dương nhìn thấy thằng cha này cứng miệng, vươn tay điểm huyệt đạo ở thắt lưng hắn, Lưu Diệu lập tức cảm thấy xương sống của mình như bị cả ngàn mũi kim đâm vào, cảm giác này khiến hắn đau đớn, sống không bằng chết, Lưu Diệu kêu thảm thiết, tôi không biết anh, tôi không thù không oán với anh. Anh vì sao, muốn hại tôi? Trương Đại Quan Nhân cười lạnh nói, con người tao không nhẫn nại đâu, hơn nữa tính tình cũng không tốt, mày mà không nói thật thì tao sẽ một đao giết chết mày. Cứu, Lưu Diệu vừa định kêu to thì á huyệt lại bị Trương Dương điểm trúng. Trương Dương nói, nơi này là vùng hoang vu, mày có hét cũng chẳng ai nghe thấy, tao nếu muốn đối phó mày thì tự có biện pháp không cho mày phát ra tiếng. Lưu Diệu sợ đến nỗi cả người phát run, hắn tin rồi, đối phương tuyệt đối nhân vật độc ác. Muốn tra tấn mình thì chỉ sợ có cả ngàn vạn loại phương pháp. Trương Dương nói, tao hiện tại sẽ giải huyệt đạo cho mày, mày phải nói thật với tao. Hắn lại giải huyệt đạo cho Lưu Diệu, ai phái người ám sát Tạ Hiểu Quân? Vẫn là câu hỏi vừa rồi. Lần này Lưu Diệu thành thật khai, anh Lượng, Khang Hồng Lượng, bảo tôi lừa hắn, tôi cũng không biết là chuyện gì. Trương Dương cũng không biết Khang Hồng Lượng là ai, Khang Hồng Lượng là ai. Lưu Diệu nói, hắn và Từ Đại Quang là đồng bọn hợp tác, bọn họ cùng nhau kinh doanh thủy sản. Từ Đại Quang bảo tôi đi tra con gái hắn đang yêu ai. Tôi tra ra được tiểu tử đó là con trai của cục trưởng công an. Liền nói chuyện này với anh Lượng. Trương Dương nói, là Khang Hồng Lượng phái người mưu sát Tạ Hiểu Quân. Lưu Diệu lắc đầu nói, tôi không biết, tôi thực sự không biết, anh Lượng gần đây mất một ít hàng, khẳng định là có người chỉ điểm cho cảnh sát, cho nên hắn vẫn đang điều tra. Hoài nghi là Từ Đại Quang bán đứng mình. Trương Dương nói, hàng gì? Băng. Băng, Trương Đại Quan Nhân nhíu mày, lập tức ý thức được thằng cha này nói là băng độc. Hắn vỗ một cái vào gáy Lưu Diệu, nói cho tao biết, làm thế nào để tìm tới Khang Hồng Lượng đó. Lưu Diệu đã bị Trương Dương dọa cho vỡ mật rồi. Thủy sản Sùng Minh, kho hàng số 7. Trương Dương nghe thấy bốn chữ thủy sản Sùng Minh thì thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ chuyện này cũng có liên quan tới Từ Đại Quang? Trong kho hàng số 7 của thủy sản Sùng Minh, các công nhân đang bận rộn, một gã cổ đông khác của công ty thủy sản là Khang Hồng Lượng cũng đang ở hiện trường. Hắn châm một điếu thuốc lá, đi xuống dọc theo cầu thang sắt, lúc này di động của hắn đổ chuông, Khang Hồng Lượng nhấc máy, nghe xong báo cáo trong điện thoại thì cười lạnh một tiếng, phất phất tay với lầu 2 thủ hạ đang phụ trách cảnh giới trên lầu. Một chiếc xe BMW màu đen lập tức lái vào trong kho để hàng hóa chuyên chở. Đại lão bản của thủy sản Sùng Minh Từ Đại Quang dẫn bốn gã thủ hạ từ bên trong xe bước xuống, vẻ mặt của y rất giận dữ. Khang Hồng Lượng cười cười bước xuống, đại ca, sao anh lại tới đây? Từ Đại Quang nói, anh đang làm cái gì vậy? Nhập hàng vì sao không báo với tôi? Khang Hồng Lượng vẻ mặt tươi cười nói, đại ca, anh gần đây bận như vậy, không cần thiết phải việc gì cũng tự làm, cứ để huynh đệ giúp đi.
Từ Đại Quang cười lạnh nói, anh cũng rất biết thông cảm cho tôi. Khang Hồng Lượng cười nói, đó là đương nhiên rồi, đại ca đối với em ân trọng như núi, em làm chút chuyện cho đại ca là nên mà. Từ Đại Quang không nói gì, y chậm rãi đi tới, bảo một gã cửu vạn bỏ bọt biển cầm trong tay xuống, mở thùng bọt biển ra, bên trong chất đống cá đỏ dạ đông lạnh. Từ Đại Quang cầm bọt biển lên ném mạnh xuống đất, khối băng vỡ tan, hắn lấy một con cá bên trong ra, một gã thủ hạ đi tới đưa búa cho y, Từ Đại Quang dùng sức chặt con cá hoa vàng bị nứt ở giữa, bên trong rơi không ít bột phấn trong suốt. Từ Đại Quang cầm nửa cá hoa vàng, đứng dậy, quơ quơ với Khang Hồng Lượng, sau đó đổ xuống, bột phấn từ trong cơ thể cá hoa vàng đổ ra, rải đầy xuống đất. Khang Hồng Lượng vẻ mặt xấu hổ. Từ Đại Quang nói, đây là cái gì? Khang Hồng Lượng nói, thủy sản đông lạnh, bên trong còn lại ít đá vụn là chuyện bình thường. Từ Đại Quang chỉ vào bên trong bụng cá, anh đừng nói với tôi đây là bong bóng cá, tôi vẫn không hồ đồ đến mức ngay cả bao cao su và bong bóng cá cũng không phân biệt được. Khang Hồng Lượng nói, đại ca, em đã nói với anh đây là đá vụn rồi mà. Từ Đại Quang mở to hai mắt rồi lấy tay chỉ vào vai Khang Hồng Lượng, uổng cho tôi tin anh như vậy, giao sinh ý cho anh lo liệu. Anh con mẹ nó không ngờ buôn lậu thuốc phiện sau lưng tôi. Khang Hồng Lượng nói, đại ca, thời đại thay đổi rồi, anh cho rằng bán mấy con tôm con cá là có thể kiếm đủ tiền ư? Có thể nuôi sống nhiều huynh đệ như vậy ư? Mấy năm nay, anh chẳng hỏi đến gì cả, chỉ tới lúc thì thò tay ra đòi tiền, anh có từng nghĩ, chỉ bằng chút sinh ý này của anh thì kiếm được bao nhiêu tiền? Từ Đại Quang tức giận nói, đồ khốn nạn, mày có biết là không thể đụng vào thuốc phiện không hả? Tao không sợ ngồi tù. Nhưng chúng ta không còn trẻ nữa, chúng ta còn có gia đình, tiền chúng ta kiếm đã đủ rồi, không cần phải liều cả tính mạng. Khang Hồng Lượng nói, anh kiếm đủ rồi, nhưng các huynh đệ thì sao? Anh ở biệt thự đi xe đẹp, nhưng các huynh đệ thì lai cực khổ vì ba bữa cơm, anh không quan tâm tới họ nhưng tôi thì không thể không lo cho họ. Từ Đại Quang tức giận đến nỗi đấm cho Khang Hồng Lượng một cú vào ngực, đánh cho Khang Hồng Lượng một cái lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất, Từ Đại Quang vỗ ngực mình rồi nói. Từ Đại Quang tôi làm việc luôn đúng với trời đất với lương tâm, với huynh đệ, tôi đã bạc đãi bất cứ ai trong số họ chứ. Mày con mẹ nó lúc trước bị đuổi như chó nhà có tang, nếu không phải nhờ tao, mày đã sớm bị người ta chém chết rồi, mày hiện tại dám nói nghĩa khí với tao à, mày có tư cách gì mà nói tới hai chữ nghĩa khí này với tao? Y giơ búa trong tay lên nói, có tin tao bổ chết mày không? Trên mặt Khang Hồng Lượng lộ ra vẻ sợ hãi. Từ Đại Quang nói, tao tuy rằng già rồi. Nhưng tao không hồ đồ, tối nay con gái tao bị bắn là bị Tạ Hiểu Quân liên lụy, có người muốn giết hắn, trả thù Tạ Chí Quốc, chuyện này có liên quan tới vụ án phá băng độc của Tạ Chí Quốc mấy ngày hôm trước, mày vội vàng nhập hàng, chỗ băng độc bị thu có phải là mày cho vào không? Mày nói rõ với tao đi, y cầm búa lên hùng hổ đi về phía Khang Hồng Lượng. Khang Hồng Lượng run giọng nói, đại ca, anh muốn làm gì? Từ Đại Quang nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay tao sẽ thanh lý môn hộ. Khang Hồng Lượng hai đầu gối mềm nhũn ra, dầm một tiếng quỳ xuống, đại ca. Đại ca, em biết em sai rồi, anh cho em một cơ hội đi. Từ Đại Quang nói, cho mày cơ hội à, cho mày cơ hội để mày lại lừa tao ư. Khang Hồng Lượng nhìn như bị Từ Đại Quang dọa cho sợ hãi lại đột nhiên có hành động, con dao giấu trong tay hắn thoáng cái đâm vào bụng Từ Đại Quang, khoảng cách gần như vậy, Từ Đại Quang căn bản không kịp phản ứng, y cũng vô cùng biêu hãn, giơ búa lên bổ đỉnh đầu Khang Hồng Lượng. Một tiếng keng vang lên, đan qua ống giảm thanh nhanh chóng xuyên qua không, chuẩn xác bắn vào cổ tay phải của Từ Đại Quang, cổ tay y trúng đạn, không cầm được búa, keng một cái rơi xuống đất. Chương 1723, phát hiện bất ngờ 3. Khang Hồng Lượng nhặt búa lên, vẻ mặt hung ác cầm búng bổ vào vai Từ Đại Quang, lão già kia, đi chết đi. Máu tươi văng khắp nơi, trên mặt trên người Khang Hồng Lượng đều bị một chút nhuốm đỏ. Thằng cha này thoạt nhìn tựa như một con dã thú hung tàn khát máu, vung búa bổ liên tục vào người Từ Đại Quang. Từ Đại Quang tuy rằng dẫn theo bốn gã thủ hạ tới đây, nhưng không đợi bốn gã thủ hạ đó có phản ứng thì đã liên tiếp bị trúng đạn. Từ Đại Quang người đầy máu, lảo đảo ngã xuống, Khang Hồng Lượng đuổi theo, hai tay cầm búa chuẩn bị bổ xuống đầu Từ Đại Quang, một đạo hàn quang lạnh như băng từ xa xa đột nhiên bắn tới, trúng vai phải của Khang Hồng Lượng, Khang Hồng Lượng đau đớn thét lớn một tiếng, cánh tay mềm nhũn. Búa đi lệch phương hướng, chém vào trên cánh tay trái của Từ Đại Quang, không có bao nhiêu lực lượng. Trong kho để hàng hóa chuyên chở vang lên tiếng binh bang, mấy ngọn đèn bên trong đều vỡ, kho để hàng hóa chuyên chở lập tức tối om.
Khang Hồng Lượng có chút hoảng sợ đứng dậy, trong tay vẫn cầm cái búa, từng tiếng hét thảm vang lên trong bóng tối, đạn bắn theo hướng phát ra tiếng động, tựa hồ có người ngã xuống, nhưng lập tức lại rơi vào im lặng, trong kho để hàng hóa chuyên chở yên tĩnh tới rợn người, chỉ nghe thấy tiếng vỏ đạn rơi xuống đất. Thời gian yên lặng không hề kéo dài lâu, không bao lâu sau nghe thấy tiếng hét và tiếng rên liên tiếp vang lên, tất cả mọi người ở đây đều rơi vào hoảng sợ, chẳng lẽ gặp quỷ rồi. Khang Hồng Lượng cảm thấy có chất lỏng dọc theo thân thể của mình chảy xuống phía dưới, hắn không phân biệt được là máu tươi hay là mồ hôi lạnh, nội tâm bị bao phủ trong sự hoảng sợ, hắn muốn trốn, không chỉ là Khang Hồng Lượng, tất cả mọi người đều muốn chạy trốn, bóng tối khiến người ta sợ hãi, mà thân thủ xuất quỷ nhập thần của đối phương càng phóng đại sự sợ hãi một cách vô hạn. Keng một tiếng, góc đông nam truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, lập tức một viên đạn chuẩn xác bắn về phía đó. Người lần mò vào trong kho để hàng hóa chuyên chở chính là Trương Dương, sau khi hắn tiến vào kho để hàng hóa chuyên chở, chuyện thứ nhất làm chính là bắn vỡ hết đèn, lợi dụng bóng tối để phát động tập kích đối phương, đã thành công bắn vỡ 7 cái, tiếng thủy tinh vừa rồi là Trương Dương ném ra một cái bình thủy tinh, hắn lợi dụng tiếng vang để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, thương pháp của tay sung này rất không tồi, hơn nữa rất tỉnh táo, ở hiện trường người mang theo vũ khí cũng không nhiều. Sau khi đối phương bắn xong thì Trương Dương đã tỏa định được vị trí của hắn. Trương đại quan nhân lặng yên không một tiếng động đi trong bóng tối, tất cả những gì Lưu Diệu khai ra tối nay có thể nói phát hiện bất ngờ, Trương Dương từ trong những gì hắn nói phán đoán ra Khang Hồng Lượng này khẳng định có vấn đề, nói không chừng có quan hệ trực tiếp với chuyện thuê sát thủ. Khi Trương Dương chạy đến kho để hàng hóa chuyên chở số 7 của thủy sản Sùng Minh thì vừa hay nhìn thấy Khang Hồng Lượng đang vung búa đập từ đại quang, Trương Dương ném phi đao ngăn cản Khang Hồng Lượng. Trương Dương thực sự cảm thấy hứng thú với người cầm súng, hơn nữa súng còn lắp ống giảm thanh, mấy điểm đặc thù này đều phù hợp với sát thủ ám sát Tạ Hiểu Quân. Nếu người này chính là Lâm Quang Minh, như vậy thì sẽ tìm được hung phạm sát hại Khương Lượng. Trương Dương lặng lẽ cầm một cái chai rồi ném về phía bên trái. Chai vừa rơi xuống đất thì một viên đạn bắn chuẩn xác chúng nó, cái bình nảy trên mặt đất mấy cái rồi sau đó lăn lóc cóc. Trương đại quan nhân nhận ra phát bắn từ phía sau, hắn lặng lẽ đi tới. Tay súng vô cùng giảo hoạt, hắn ý thức được đối phương trước sau tung hai vật, mục đích là để hấp dẫn sự chú ý của mình. Hai lần bắn liên tục của mình có thể đã làm bại lộ vị trí hắn, hắn bắt đầu di động bước chân, định thay đổi vị trí. Hắn vừa mới lui hai bước về phía sau thì liền cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm tới gần, đây là trực giác của sát thủ, hắn có chút hoài nghi nhìn xuống mặt đất dưới chân, chậm rãi ngắm chuẩn họng súng xuống đất, khi hắn đang chuẩn bị nhấn cò thì bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có chút khác thường, cổ tay cầm súng của hắn đã bị người ta tóm lấy, hắn rất nhanh liền rút dao bên hông ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về phía kẻ tập kích, đối phương tóm lấy cổ tay nắm dao của hắn, dùng sức vặn một cái. Chỉ nghe thầy rắc một tiếng. Cánh tay nắm đao của tay súng không ngờ bị bẻ gãy. Tay súng bởi vì đau đớn mà phát ra một tiếng hét thảm, nhưng vào lúc này đối phương đã tóm lấy cơ hội giật lấy súng trong tay phải của hắn, sau đó quay họng súng lại bắn một phát vào bắp tay trái của hắn. Đầu gối của tay súng mềm nhũn ra, dầm một tiếng quỳ xuống đất. Sau đó gáy hắn lại ăn một cú đánh, lập tức mắt tối sầm, hôn mê. Khi tay súng tỉnh lại thì phát hiện mình bị người buộc chặt trên một cây cột. Trong kho để hàng hóa chuyên chở có châm một đống lửa, mượn án lửa có thể nhìn thấy trong kho để hàng hóa chuyên chở không ít người đang nằm, những người này đều có một đặc điểm chung là mất đi năng lực phản kháng. Trong lúc hắn hôn mê, Trương đại quan nhân đã kết thúc toàn bộ chiến đấu, tiếc nuối lớn nhất chính là để Khang Hồng Lượng thừa dịp loạn đào tẩu, mà thu hoạch lớn nhất chính là tay súng trước mắt, chính là sát thủ Lâm Quang Lượng lúc trước đã sát hại Khương Lượng. Trương Dương trong tay cầm một thanh mã tấu sáng loáng đi tới trước mặt Lâm Quang Lượng. Không nói câu nào đâm vào vai hắn, sau đó xoay tròn nghịch chiều kim đồng hồ, Lâm Quang Lượng đau đến nỗi cả người run rẩy. Trương Dương nói, tao có thể đâm mày 1000 dao như thế này mà mày vẫn tỉnh táo đấy. Lâm Quang Lượng thở phì phò, mày đã hận tao như vậy thì giết tao đi, việc gì phải giày vò tao. Trương Dương chậm rãi rút mã tấu ra, lau khô máu tươi lên trên người Lâm Quang Lượng, giết mày ư, thế thì tiện nghi cho mày quá. Lâm Quang Lượng lộ vẻ sầu thảm cười nói, tao không biết mày. Trương Dương nói, vậy mày biết Khương Lượng chứ? Tên cảnh sát mà mày giết chết ở Đông Giang là bạn tốt nhất của tao. Trương đại quan nhân nói đến chỗ phẫn hận, lại đâm một đao vào đùi hắn, mũi đao đâm cả vào xương. Lâm Quang Lượng thậm chí nghe rõ tiếng mũi dao đâm thủng xương, đau đớn đến sống không bằng chết, nhưng đầu óc lại vẫn tỉnh táo, mỗi một chi tiết đau đớn đều rất rõ ràng. Lâm Quang Lượng há to miệng.
thở hổn hển, muốn dùng phương thức như vậy để giảm bớt đau đớn trong cơ thể, nhưng tất cả đều là phí công. Trương Dương nói, ai sai mày làm, ai sai mày giết Khương Lượng. Lâm Quang Lượng dùng sức cắn môi, môi rất nhanh bị hắn cắn chảy máu, tôi không biết. Người khác cho tôi tiền, tôi cầm tiền làm việc. Trương Dương lắc đầu, chuôi đao hơi hơi chuyển động, đau đớn thấu xương khiến Lâm Quang Lượng thét lớn một tiếng, hắn kêu thảm thiết, hắn tên là Bang Tử. Người Hong Kong. Trương Đại Quan Nhân hỏi dồn, làm sao có thể tìm được hắn? Tôi không biết, tôi thực sự không biết, tôi chỉ biết là Bang Tử, muốn cướp địa bàn của gia huynh Kỳ gia ở Đông Giang. Kỳ Phong cũng chết trong tay hắn. Đồng tử của Trương Đại Quan Nhân chợt co rút lại. Khi Tạ Chí Quốc xuất lĩnh cảnh sát chạy đến hiện trường thì cơ hồ là không thể tin vào hai mắt của mình, 21 tên du côn đều bị chế phục, tên sát thủ bị tình nghi dính líu đến sát hại Khương Lược, mưu sát con trai y Lâm Quang Lượng cũng ở hiện trường, mình đầy thương tích. Ông chủ của thủy sản Sùng Minh Từ Đại Quang nằm trong vũng máu, trên người y cũng bị thương nhiều chỗ, nhưng sinh mệnh lực của người này cực kỳ ương ngạnh, bị chém nhiều như vậy mà không ngờ vẫn còn sống. Tạ Chí Quốc một mặt an bài nhân thủ đưa người bị thương tới bệnh viện, một mặt điều tra hiện trường, ở hiện trường phát hiện một lượng lớn băng độc. Tạ Chí Quốc chỉ huy nhân thủ xong thì Trương Dương gọi điện thoại tới, Tạ Chí Quốc đi đến góc rồi mới bắt mày, y thở dài nói, anh chơi lớn quá. Trương Dương nói, Lâm Quang Minh giao cho anh, hắn đã thừa nhận rồi, vụ án của Hiểu Quân là do hắn làm, Khương Lượng cũng bị hắn ám sát. Tạ Chí Quốc nói, anh yên tâm đi, khó thoát khỏi tội chết. Trương Dương nói, tôi cũng không muốn bị cuốn vào trong phiền toái, cục diện rối rắm còn lại thì anh thu dọn đi. Tạ Chí Quốc cười nói, cái này gọi là làm chuyện tốt bất lưu danh, đúng rồi, Từ Đại Quang có liên quan tới chuyện này không? Tôi không rõ lắm, có điều nhìn tình hình thì y hình như không liên quan tới chuyện buôn bán băng độc, y cũng chỉ là người bị hại. Tạ Chí Quốc nói, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ, sẽ không để người tốt bị oan uổng, cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một kẻ xấu nào. Trương Dương nói, tóm lại không dính dáng tới tôi là tốt nhất. Trở lại biệt thự của Lâm Tú, Trương Đại Quan Nhân ngâm nước nóng trong bồn, thời gian tới Kinh Sơn tuy rằng không lâu nhưng chuyện xảy ra thì lại không ít. Cái chết của Mạnh Truyền Mỹ khiến chuyện cũ của 30 năm trước lại nổi lên mặt nước, trừ 7 thanh niên trí thức đã được xác nhận thân phận ra thì chỉ còn lại có mỗi Tiêu Minh Hiên, không biết Tiêu Minh Hiên hiện tại rốt cuộc đang ở đâu. Nhớ tới tên của Tiêu Minh Hiên, Trương Đại Quan Nhân bất giác lại nghĩ tới Tiêu Quốc Thành. Cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy ánh mắt của Tiêu Minh Hiên trên bức ảnh đó rất giống của Tiêu Quốc Thành, từ tuổi tác Tiêu Quốc Thành không nghi ngờ gì nữa cũng phù hợp với đặc điểm này, nhưng diện mạo của y rõ ràng bất đồng với Tiêu Minh Hiên. Chương 1724, phát hiện bất ngờ 4. Nếu nói chuyện của Tiêu Minh Hiên đến nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào thì manh mối phát hiện được từ vụ án đấu súng tối nay không nghi ngờ gì nữa rất kinh người, hắn chẳng những bắt được Lâm Quang Lượng. Hơn nữa từ trong miệng của Lâm Quang Lượng biết được hung phạm mưu sát Khương Lượng, cái chết của Khương Lượng đả kích Trương Dương rất mạnh, tổ chuyên án do Vinh Bằng Phi tự mình nắm giữ ấn soái tuy rằng đã tỏa định được hung phạm, nhưng Lâm Quang Lượng vẫn một mực lẩn trốn, hôm nay cuối cùng cũng thành công bắt được Lâm Quang Lượng. Với tội mà Lâm Quang Lượng đã phạm phải, tử hình là cái chắc, nhưng để hắn chết như vậy thì tiện nghi cho hắn quá, Trương Đại Quan Nhân đâm hắn mấy dao cũng không đủ để giải hận, lại hạ phụ cốt châm trên người hắn. Gần đây Trương Đại Quan Nhân luyện chế không ít thứ đồ chơi này, đành chịu thôi, người xấu trên đời này quá nhiều, không chuẩn bị thủ đoạn tra tấn thì không được. Nghĩ đến Lâm Quang Lượng sẽ chết trong đau đớn, cừu hận trong lòng cũng dịu đi đôi chút, hắn nghe thấy tiếng chuông di động bên ngoài, quấn khăn tắm đi ra, điện thoại là Sở Yên Nhiên gọi tới, cô ta cũng nghe nói chuyện Tạ Hiểu Quân bị bắn, tất nhiên là Lâm Tú nói với cô ta, quan hệ của Lâm Tú và Sở Yên Nhiên luôn luôn tốt, có chuyện gì cũng lập tức nói với cô ta. Người mà Sở Yên Nhiên thực sự quan tâm vẫn là Trương Dương, cô ta xác định Trương Dương không sao mới yên lòng, nhẹ giọng thở dài, không ngờ trong nước cũng không yên ổn như vậy. Trương Dương cười nói, so với Mỹ thì tốt hơn rồi, ít nhất không có cảnh ai cũng có một khẩu súng. Sở Yên Nhiên nói, chỗ nào cũng có phần tử phạm tội, anh đó, về sau trăm ngàn lần đừng có thể hiện, làm tốt chức bí thư thị ủy của mình là được rồi, đừng đảm nhiệm nhiều việc. Trương Dương nói, không phải anh muốn bao biện làm thay. Có một số việc phát sinh ở bên cạnh anh không thể không quản, Khương Lượng là bạn hữu của anh, sau khi hắn chết, cục tức này cứ nghẹn trong lòng anh, hôm nay anh cuối cùng cũng bắt được hung thủ giết hắn, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Sở Yên Nhiên nói, em hiểu rồi, em chỉ lo lắng anh làm những việc nguy hiểm thôi.
Trương Dương cười nói, yên tâm đi, anh là đứa mạng lớn, không ai hại được anh đâu. Sở Yên Nhiên nói, người mạnh còn có người mạnh hơn, đừng có tự tin như vậy, võ công của anh tuy rằng lợi hại, nhưng trên đời này đa số chuyện đều không cần dựa vào võ công để giải quyết. Trương Đại Quan Nhân nói, cô bé, em là quanh co lòng vòng mắng anh đầu óc ngu si tứ chi phát triển đúng không? Sở Yên Nhiên cười nói, em có nói đâu, là tự anh nói. Trương Dương nói, nhớ kỹ lời em đó, đợi cuối tháng gặp em, anh sẽ không tha cho em đâu, nợ mới nợ cũ tính một thể. Sở Yên Nhiên nói, em sợ anh chắc, chưa biết là ai tính sổ ai đâu. Trương Dương nói, em không sợ anh tính sổ với anh, cùng lắm thì lấy thân thịt này ra trả lại. Sở Yên Nhiên mặt nóng lên, ai sợ chứ, anh đang làm gì đấy? Trương Đại Quan Nhân nằm trên sofa, mông trần ngồi trên phòng khách. Sở Yên Nhiên cười nói, một mình à, sao không tìm một hồng nhan tri kỷ ở với anh? Trương Đại Quan Nhân nói, anh đối với em là một trái tim hồng, hiện tại đang xúc tinh dưỡng duệ chỉ chờ rước Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên xì một tiếng khinh miệt, nhỏ giọng mắng, không biết xấu hổ. Trương Đại Quan Nhân nói, à, anh cứng rồi. Lưu manh, giọng nói của Sở Yên Nhiên trở nên mềm nhũn, mặc dù đang mắng Trương Dương, nhưng trong thanh âm lại tràn ngập hương vị dụ hoặc. Trương Đại Quan Nhân nói, thật sự là muốn làm việc đó với em. Sở Yên Nhiên cười nói, chỉ tiếc là ngoài tầm tay với của anh. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy cô ta nói như vậy thì cũng không nhịn được liền bật cười. Sở Yên Nhiên nói, ngoan ngoãn nghe lời đi, thành thành thật thật đi ngủ đi, cuối tháng chúng ta gặp nhau. Trương Đại Quan Nhân nói, gặp mặt thì hai ta làm gì? Sở Yên Nhiên biết thằng ôn này dở trò, cố ý khiến mình nói những lời khiêu gợi, gắt một tiếng, anh muốn làm gì, thôi không nói nữa, em đi họp đây. Trương Đại Quan Nhân vẫn chưa tận hứng, lúc này tán gẫu đã nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc Sở Yên Nhiên bên kia đã gác điện thoại, thằng cha này nhìn nhìn thân dưới, quả nhiên là nhất trụ kình thiên, gần đây hình như vô cùng xung động, đúng là mùa xuân đến, đây là mùa xuân tình bừng bừng phấn chấn. Trương Đại Quan Nhân lại vào phòng tắm tắm vòi sen, diệt dục hỏa trong lòng, sau khi tắm xong thì lại nghĩ tới Kiều Mộng Viện lúc này chắc đã đến kinh thành, cần gọi điện thoại hỏi thăm một tiếng. Kiều Mộng Viện nhận được điện thoại của Trương Dương thì đang ở linh đường, hai ngày nay cô ta cũng không có thời gian để nghỉ ngơi, dung nhan tiểu tụy rõ ràng. Nghe thấy giọng nói của Trương Dương, Kiều Mộng Viện từ trong đáy lòng cảm thấy ấm áp, lần này tới kinh thành tuy rằng là về tới nhà, nhưng Kiều Mộng Viện lại cảm thấy chưa bao giờ xa lạ như thế này. Cô ta có cảm giác kỳ quái, theo cái chết của mẹ, giống như đã chặt đứt tất cả quan hệ với mình và Kiều gia. Tuy rằng cô ta biết loại cảm giác này của mình rất không đúng, ông nội đối với cô ta rất tốt, cha đối với cô ta thậm chí còn ân cần săn sóc hơn trước kia, nhưng cảm giác xa lạ vẫn không thể xóa đi được trong lòng cô ta. Kiều Mộng Viện nhận thức được rõ ràng, nơi này không bao giờ có thể mang tới cho cô ta cảm giác quy chúc. Cú điện thoại này của Trương Dương khiến nội tâm đang cô tịch bất lực của cô ta ấm áp. Kiều Mộng Viện nói khẽ, đã muộn thế này anh còn chưa ngủ à? Trương Dương nói, muốn hỏi tình hình của cô một chút. Tôi rất ổn. Cô mấy ngày nay cũng chưa được nghỉ ngơi, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thế. Kiều Mộng Viện nói, anh yên tâm, tôi biết chiếu cố mình. Trương Dương nói, tôi vốn định tới kinh thành với cô, nhưng... Kiều Mộng Viện nói khẽ, tôi hiểu mà, cha không muốn Trương Dương tham gia vào chuyện này. Cho dù Trương Dương trong chuyện này cũng giúp không ít, nhưng cha vẫn uyển chuyển từ chối Trương Dương tiếp tục tham dự. Trương Dương nói, xử lý xong chuyện này, cô tới Tân Hải đi, tôi sẽ cùng cô đi chơi cho đỡ buồn. Kiều Mộng Viện trầm mặc, một lúc sau mới ừ một tiếng. Trương Đại Quan Nhân bởi vì câu đáp ứng của cô ta mà cảm thấy an ủi, hắn biết ở trong lòng Kiều Mộng Viện, mình có vị trí không thể thay thế, thậm chí có thể nói, sau khi trải qua chuyện này, vị trí của hắn ở trong lòng Kiều Mộng Viện trở nên càng thêm quan trọng. Đối với Kiều Mộng Viện mà nói, Trương Dương đã trở thành duy nhất trong lòng cô ta, tuy rằng cô ta không muốn thừa nhận, nhưng hành động của cô ta ngầm đồng ý điểm này, gác điện thoại. Kiều Mộng Viện trở lại linh đường, nhìn thấy Kiều Bằng Cử đang đổi hương mới. Kiều Bằng Phi cũng trực đêm ở bên cạnh, thì Duy thì bởi vì không chịu nổi mà ngủ rồi. Kiều Bằng Cử nói, Mộng Viện, em đi ngủ đi. Tối nay anh và Bằng Phi trực cho. Kiều Mộng Viện lắc đầu nói, em muốn được ở bên mẹ. Kiều Bằng Cử nói, tối hôm qua em ngồi ở một đêm rồi, cứ tiếp tục như vậy thân thể không chịu nổi đâu, không đợi mẹ hạ táng em chỉ sợ cũng ngã bệnh. Kiều Bằng Phi ở bên cạnh nói, đúng vậy, em nghe lời đại ca, đi ngủ đi.
Kiều Mộng Viện hé miệng nói, em không mệt. Kiều Bằng Cử và Kiều Bằng Phi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ hiểu rõ tính cách của Kiều Mộng Viện, cô ta ngoài mềm trong cứng, tính tình rất quật cường, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi. Hai người quyết định thuận theo ý của Kiều Mộng Viện, Kiều Bằng Phi đứng dậy nói có chút đói bụng rồi, tôi đi kiếm chút gì đó ăn trước. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy bóng của ông nội xuất hiện ở ngoài cửa, có chút kinh ngạc nói, ông nội. Kiều Bằng Cử và Kiều Mộng Viện nghe tiếng ngẩng đầu lên, hai người đều vội vàng đứng dậy, ông nội, ông sao ải tới đây? Kiều lão nói, không ngủ được, đến xem thế nào. Kiều Bằng Cử và Kiều Bằng Phi tiến lên đỡ tay ông nội, dẫn ông ta ngồi xuống ghế, Kiều lão nhìn di ảnh của con dâu mạnh truyền Mỹ chính giữa linh đường, không khỏi thở dài, ai cũng rồi sẽ có ngày này, mấy đứa nhìn thoáng một chút. Mấy người đều gật đầu, Kiều lão vẫy vẫy tay với Kiều Mộng Viện, ý bảo cô ta tới bên cạnh mình, cầm, cháu gái, phát hiện tay cô ta lạnh toát, Kiều lão nói, vì sao không mặc nhiều một chút, đêm đã khuya rồi, lạnh lắm, bị cảm lạnh thì sao đây? Kiều Mộng Viện mũi có chút cay cay, ông nội, cháu không sao. Kiều lão nói, ông nội biết các cháu trong lòng rất buồn, trong lòng ông cũng vậy, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ông cũng không hy vọng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Kiều Mộng Viện nói, ông nội, ông đừng thương tâm, chúng cháu đều đã tiếp nhận hiện thực, chúng cháu chịu đựng được. Kiều lão gật đầu, cầm tay Kiều Mộng Viện, lại vươn tay ra, hai huynh đệ Kiều Bằng Cử và Bằng Phi cũng đưa tay ra, Kiều lão kéo tay mấy đứa nhỏ của mình lại một chỗ, dùng sức lắc lắc, nói, nhà là nơi nào? Là nơi có thể tránh gió che mưa, bên ngoài chịu ủy khuất, có thể kể ra với người nhà, bất kể bên ngoài lòng người khó lường như thế nào, hoàn cảnh hiểm ác như thế nào. Nhưng giữa người nhà phải chân thành với nhau, truyền Mỹ đi rồi, các cháu đã mất đi một người thân, về sau ông cũng sẽ ra đi, cha chú của các cháu rồi cũng sẽ đi, nhưng các cháu phải nhớ kỹ một chuyện, tình thân của các cháu không thể thay đổi, vì đây là tài phú lớn nhất của các cháu. Kiều Bằng Cử gật đầu thật mạnh, gã hiểu rõ được tình thân, trải qua trận phong ba góp vốn lần trước, nếu không phải dựa vào lực lượng của gia tộc thì hắn khẳng định không thể kết thúc được, bởi vì sự kiện đó cũng gây cho Kiều gia bất lợi không nhỏ. Kiều Bằng Cử cũng từ sau chuyện lần trước mà chân chính thành thục hơn. Kiều lão nói, Bằng Cử, cháu là đại ca, về sau phải đối xử tử tế với các em, phải xứng với chức vị đại ca, về sau Kiều gia chúng ta phải nhờ vào cháu. Đây là lần đầu tiên ông ta biểu lộ chân tình trước mặt con cháu. Kiều Bằng Cử nói, ông nội, cháu sẽ cố gắng làm tốt. Chương 1725, phát hiện bất ngờ 5. Kiều lão nói, Bằng Phi, cháu sau khi từ bộ đội về cũng được một thời gian rồi, tới hiện tại vẫn do dự không quyết giữa kinh thương và tòng chính, cháu cũng không còn nhỏ nữa, tuổi thanh xuân của một người trôi qua rất nhanh, ông hy vọng cháu có thể xác định phương hướng nhân sinh của mình. Kiều Bằng Phi nói, ông nội, cháu đã xác định rồi, cháu chuẩn bị tòng chính. Hai hàng lông mày của Kiều lão khẽ động, thật sao? Kiều Bằng Phi nói, thật ra cái cháu muốn làm nhất là tới cầu thiên diễn võ bán nghệ, nhưng lại sợ ông mất mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì tòng chính đi. Kiều Bằng Phi cuối cùng cũng quyết định tòng chính là trải qua một phen cân nhắc, con cháu của Kiều gia đời này, người tòng chính rất ít, bọn họ cũng đều biết ông nội rất tiếc nuối vì chuyện này, Kiều Bằng Cử và Kiều Bằng Phi cũng đã đàm luận riêng với nhau về chuyện này, cũng đề nghị hắn tòng chính, với tuổi tác và tư lịch nhập ngũ của Kiều Bằng Phi, tiến vào chính giới ít nhất cũng có tiền cảnh hơn so với gã. Kiều lão nhìn ra đứa cháu có thể là mượn chuyện này để an ủi mình. Ông ta cười nói, đường về sau phải đi như thế nào, đừng chịu ảnh hưởng của người khác, cháu thích gì thì làm nấy, người khác nhau, đường thành công cũng khác nhau, ông chỉ hy vọng mỗi người các cháu đều có lòng nhiệt tình với sự nghiệp, cũng chỉ có như vậy, trong tương lai các cháu mới có thể tìm được hạnh phúc trong sự nghiệp, mới có thể có động lực không ngừng, đường mới có thể càng đi càng rộng. Kiều Bằng Phi nói, cháu trước đây quả thực không có hứng thú với chính trị, nhưng cháu cũng không có hứng thú với làm ăn. So sánh hai cái thì cháu phát hiện tòng chính tương đối dễ dàng hơn. Kiều Bằng Cử nói, lời này anh không ủng hộ, anh chính là tự hiểu lấy mình, thấy đầu óc của bản thân không đủ, nên không lựa chọn con đường chính trị không dễ chơi, rất ít người có thể chơi tốt, cháu thấy rất nhiều người đều là không chơi được chính trị ngược lại để chính trị chơi mình. Kiều lão không nói gì, mỉm cười nhìn ba người trẻ tuổi này. Kiều Bằng Phi nói, Trương Dương không phải chơi rất khá ư. Có đôi khi chơi chính trị chưa chắc đã phải giỏi âm mưu, mưu lược cao minh chân chính là dương mưu. Trong mắt Kiều lão, nhận thức của đám con cháu đối với chính trị rất nông cạn, nhưng rất thú vị, chính những tính thú vị này mới khiến chính trị muôn màu muôn vẻ. Con cháu của Kiều gia tiến vào chính đàn so với người thường thì sẽ có ưu thế hơn,
bất kể ông ta có ra mặt hay không thì chỉ cần ấn ký của gia tộc cũng sẽ khiến Kiều Bằng Phi ở trong sĩ đồ được bật đèn xanh. Kiều lão cũng không ủng hộ lời nói của đứa cháu, ông ta nói khẽ thành công không thể mô phỏng. Thủ đoạn đồng dạng áp dụng cho Trương Dương chưa chắc đã áp dụng được cho cháu. Ông ta vỗ vỗ bả vai Kiều Bằng Phi, nhận thức chuẩn mục tiêu mới làm tốt được. Kiều lão cũng không có hỏi lựa chọn về sau của cháu gái, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Mộng Việt, trong lòng lão nhân gia vô cùng khổ sở, ông ta minh bạch, phải cho cháu gái một đoạn thời gian để giảm sóc và làm nhòa đi nỗi đau mất mẹ. Kiều lão lặng lẽ rời khỏi, khi đi qua phòng con trai, nhìn thấy trong phòng vẫn sáng đèn, ông ta gõ gõ cửa, một chốc sau, Kiều Trấn Lương mở cửa phòng, nhìn thấy cha, y không cảm thấy quá ngạc nhiên, tựa hồ đã sớm dự cảm được cha sẽ đến. Y nhường ghế của mình cho cha, bản thân thì ngồi xuống bên giường đối diện. Kiều lão nhìn quanh căn phòng này, bên trong không có bất kỳ thứ gì thuộc về mạnh truyền Mỹ, ở trước khi con dâu qua đời, cũng đã xảy ra biến hóa như vậy, một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Con trai và con dâu chia tay đột nhiên và bình thản, không có bất kỳ dấu hiệu gì, không có bất kỳ gợn sóng nào, mạnh truyền Mỹ không nói tiếng nào bỏ đi, con trai lặng lẽ bỏ tất cả những thứ thuộc về cô ta, bao gồm cả ký ức. Kiều lão chưa bao giờ hỏi, nhưng ông ta nhạy bén phát giác được, giữa bọn họ khẳng định xảy ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, con dâu lúc lựa chọn xuất gia, Kiều lão đã minh bạch một chuyện, nguyên nhân chân chính mà mạnh truyền Mỹ nhiều năm như vậy hướng Phật chính là giữa cô ta và Trấn Lương xuất hiện vết rách rất lớn. Trong hiện thực sự bất mãn đối với tình cảm tích lũy tháng ngày, cuối cùng thì bùng nổ. Kiều Trấn Lương nói khẽ cha, vì sao chưa đi ngủ? Kiều lão nói, bọn nhỏ cũng chưa ngủ, anh cũng chưa ngủ. Kiều Trấn Lương nói, cha già rồi, không được thức khuya. Kiều lão cười nói, càng già thì thời gian ngủ càng ngắn, tôi có chút lo cho bọn trẻ. Kiều Trấn Lương nói, Bằng Cử gần đây đã thành thục hơn rất nhiều, giống nam nhân chân chính rồi, Bằng Phi cũng đã trở về kinh thành. Đại sự cá nhân của Thì Duy thì cũng giải quyết gần xong rồi, Mộng Viện bởi vì chuyện của truyện Mỹ mà rất đau khổ, có điều đây đều là tạm thời, con tin nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi. Kiều lão nói, anh có cảm thấy hay không, Mộng Viện và chúng ta hình như xa cách hơn rồi. Kiều Trấn Lương ngây ra một thoáng, lập tức cười nói, nó lớn rồi, không thể cả ngày nũng nịu bên cạnh chúng ta như trước đây, phương thức biểu đạt tình cảm sẽ trở nên hàm súc, nhưng đây cũng không có nghĩa là nó xa lánh chúng ta. Trong lòng Kiều Trấn Lương đương nhiên minh bạch nguyên nhân con gái xa cách với bọn họ, từ khi nghe thấy cuộc cãi vã giữa y và mạnh truyền Mỹ, biết được chân tướng thân thế, Mộng Viện trong tình cảm đã càng lúc càng xa cách với Kiều gia. Lần này mạnh truyền Mỹ tự sát, đả kích đối với con gái hiển nhiên là cực lớn, mối liên hệ giữa cô ta và Kiều gia đã triệt để gãy rồi, với cơ trí của cha, ông ta không thể không cảm nhận được. Kiều lão nói, tôi thủy chung cho rằng, tử vong không có nghĩa là thực sự ly khai. Một người trước khi chết nên suy nghĩ một chút, mình sẽ để lại gì cho người chung quanh, đã làm xong những chuyện trong đời mình chưa, sự ra đi của mình liệu sẽ mang tới ảnh hưởng như thế nào với thân nhân và bằng hữu. Nói tới đây ông ta tạm dừng một chút, tôi có phải cân nhắc quá nhiều hay không? Thật ra người đã chết căn bản sẽ không cân nhắc nhiều chuyện như vậy, bất kỳ phiền toái gì cũng đều để lại cho người khác đi giải quyết. Kiều Trấn Lương nói, cha muốn hỏi gì? Kiều lão nói, tôi không muốn hỏi gì cả. Tôi đã già rồi, già tới mức không còn sức mà gánh vác trách nhiệm của gia đình này, tôi đã lui khỏi cương vị công tác, trong nhà này, tôi chỉ sắm vai một trưởng bối hiền lành, chuyện của hậu bối tôi không muốn quản, cũng không có khí lực mà quản. Kiều Trấn Lương nói khẽ cha, con làm không tốt. Kiều lão nói, chưa chắc mỗi người đều có năng lực trở thành lãnh đạo tốt, nhưng mỗi người đều có bản sự trở thành người cha tốt, có thể bảo vệ tốt cho con cái của mình không bị thương hại. Có thể để bọn nhỏ khi trải qua mưa gió ở bên ngoài sẽ nhớ tới một ngôi nhà có thể chắn gió che mưa, đây mới là một người cha tốt. Kiều Trấn Lương chán nản nói, con không phải là người cha tốt. Kiều lão nói, bảo vệ tốt con cái của anh, bảo vệ tốt cái nhà này. Chuyện Mỹ chưa có làm xong, anh phải có trách nhiệm đi làm. Trương Dương vừa trở về Tân Hải thì Phó Thính trưởng Thính Công an Bình Hải Vinh Bằng Phi đã tới, y lần này tới không có bất kỳ tính chất quan phương nào. Cũng không kinh động bất kỳ ai, vụ án của Khương Lượng cuối cùng cũng có tiến triển với tính đột phá, tổ chuyên án tới thành phố Kinh Sơn đi làm thủ tục chuyển giao, đưa Lâm Quang Minh về Đông Giang thẩm vấn. Vinh Bằng Phi không đi theo mà là tới Tân Hải gặp mặt Trương Dương. Trương Dương mở tiệc chiêu đãi Vinh Bằng Phi ở làng trài Hải Đảo, theo yêu cầu của Vinh Bằng Phi, bữa tiệc tối hôm ấy chỉ có hai người bọn họ. Sau khi hai người uống ba chén thì Vinh Bằng Phi cảm thán nói. Không ngờ vụ án của Khương Lượng cuối cùng vẫn được phá trong tay cậu.
Trương Dương nói, có thể là Khương Lượng trên trời có linh thiêng, để tôi gặp được hung thủ giết người. Vinh Bằng Phi nói, băng độc của này đến từ chính Đông Giang, đường dây này chúng tôi đã lần theo rất lâu rồi, sở dĩ chưa thu lưới, nguyên nhân là của muốn lần theo đường dây này để tìm nguồn chế độc phẩm. Trương Dương nói, anh là nói nguồn chế độc phẩm là ở Đông Giang. Vinh Bằng Phi nói, Khương Lượng sở dĩ bị người ta ám sát, nguyên nhân có liên quan tới đống cây ma hoàng phát hiện ở chùa Thu Hà, cây ma hoàng là tài liệu chủ yếu để chế tác băng độc, bởi vậy không khó suy đoán, ở Đông Giang có thể tồn tại một nhà xưởng chế độc, mà băng độc bọn chúng sản xuất ra được cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến tỉnh chung quanh. Mục đích của chúng tôi không chỉ là muốn tìm được hung phạm sát hại Khương Lượng, còn một lưới bắt hết nhà xưởng chế độc này. Triệt để thanh trừ mạng lưới thuốc phiện tồn tại ở Đông Giang. Trương Dương nói, đống cây ma hoàng của chùa Thu Hà rốt cuộc có liên quan tới Kỳ Phong không? Vinh Bằng Phi nói, chỗ cây ma hoàng rất có thể là người khác giá họa cho Kỳ Phong, nhưng Kỳ Phong này tuyệt không sạch sẽ gì, chúng tôi đã điều tra tình hình tài sản của hai huynh đệ bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn có tài phú lớn như vậy, chắc không phải chỉ dựa vào sinh ý thủy sản là có thể kiếm được. Trương Dương nói, anh hoài nghi gia huynh Kỳ gia buôn lậu thuốc phiện. Vinh Bằng Phi nói, ít nhất trước mắt tôi vẫn chưa nắm giữ được chứng cứ xác thực, giả thiết bọn họ chính là kẻ buôn lậu thuốc phiện thì bọn họ khá là xảo trá đấy. Trương Dương nói, Lâm Quang Minh để lộ ra tên của một người với tôi, tên là Bang Tử, hắn nói Bang Tử muốn chiếm địa bàn em hai anh em Kỳ gia. Chương 1726, Mộng Tưởng và Hiện Thực 1. Trương Dương cũng không ngờ Kỳ Sơn tới nhanh như vậy, Vinh Bằng Phi vừa đi thì Kỳ Sơn cũng tới Bắc Cảng, vẫn là vì sinh ý thủy sản của hắn. Hắn trước tiên là tới tìm Viên Hiếu Thương, bởi vì trước đó Viên Hiếu Thương đã gọi điện thoại cho hắn. Viên Hiếu Thương là muốn mượn cơ hội này mời Trương Dương tới tụ họp, cảm tạ đại ân của cứu con trai hắn của hắn. Trong mắt Viên Hiếu Thương, ân tình này mình chỉ sợ cả đời cũng đều không thể báo đáp được. Trong mắt rất nhiều người, Viên Hiếu Thương luôn là người tri ân báo đáp. Đây cũng là nguyên nhân mà Kỳ Sơn kết giao với hắn, trong khái niệm của Kỳ Sơn, kẻ làm người bất hiếu không chơi, kẻ làm người bất nghĩa không chơi, kẻ làm người bất trung không chơi, mà Viên Hiếu Thương hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kết bạn của hắn, dựa theo tiêu chuẩn này thì Trương Dương không nghi ngờ gì nữa cũng phù hợp. Trương Đại Quan Nhân hôm ấy mở một cuộc họp thường ủy lần đầu tiên sau khi trở về Tân Hải, bởi vì có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý, cho nên phải tới tận hơn 7 giờ mới tới được khách sạn Vương Miện. Hơn thời gian ước định gần 1 giờ. Trương Dương đi vào phòng, áy náy nói, xin lỗi, hôm nay họp muộn quá. Người ngồi ở bàn đều đang chờ Trương Dương đến đây mới phát hiện trừ Kỳ Sơn và Viên Hiếu Thương ra, còn có 3 vị nữ sĩ, một vị tổng giám đốc Thiên Nhai Trần Thanh Hồng, một là mỹ nữ phóng viên Vũ Ý, còn có một người chính là Tang Bối Bối lâm thời làm nữ chiêu đãi viên ở Thiên Nhai. Trương Dương cười nói, Viên Tổng, gọi nhiều mỹ nữ như vậy tới đây, anh là muốn hủ hóa tôi ư? Viên Hiếu Thương cười nói, tính nguyên tắc kiên định của bí thư Trương mọi người đều rõ, cho dù tôi mà hủ hóa thì ngài vẫn vĩnh viễn không dính. Mấy người đều bật cười, Vũ Ý nói, bí thư Trương, tôi hôm nay tới là muốn cùng hẹn thời gian để phỏng vấn anh. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe thấy cô ta muốn phỏng vấn là lại đau đầu, lắc đầu nói, hay là thôi đi, ai cũng nói phòng cháy phòng trộm phòng phóng viên. Sự thật chứng minh những lời này tuyệt đối là chân lý, mỗi lần cô phỏng vấn tôi đều không có chuyện gì tôi, hoặc là gặp phải có người nhảy lầu thì cũng gặp phải cháy, tôi hôm nào đi tìm mấy lão mũi trâu tính toán thử xem cô có phải là xung khắc với tôi hay không. Kỳ Sơn cười nói, bí thư Trương, anh là đảng viên, tín ngưỡng của anh là chủ nghĩa Mác chứ không phải là lão đạo lỗ mũi trâu. Trương Dương nói, tôi không phải là bị phóng viên Võ Khắc cho phát sợ ư. Về sau trăm ngàn lần đừng phỏng vấn tôi. Trần Thanh Hồng nói, bất kể các anh tin hay không, dù sao tôi đối với cái này cũng tin lắm, mỗi năm tôi đều tới Phổ Đà mà. Trương Dương nói, tới Phổ Đà là bái Quan Âm Đại, đó là Phật, không phải cùng nghề với lão đạo lỗ mũi trâu. Trần Thanh Hồng nói, Phật vốn cũng là đạo mà. Bên trong 6 người chỉ có Tang Bối Bối là không nói gì, tuy rằng cô ta cũng rất hay nói, nhưng nhân vật trước mắt mà cô ta sắm vai chỉ là một nữ chiêu đãi viên mà thôi, không thích hợp nhiều lời. Sau khi tiệc rượu bắt đầu thì Tang Bối Bối liền chủ động gánh vác trách nhiệm rót rượu. Vũ Ý nhìn ra một số manh mối, Viên Hiếu Thương gọi Trần Thanh Hồng tới tiếp thì còn được, nhưng lại gọi cả cô gái này, rõ ràng chính là an bài cho Trương Dương. Vũ Ý đánh giá Tang Bối Bối, trong lòng cảm thấy có chút khinh thường, thuận tiện cũng khinh thường cả Trương Dương. Sau khi làm mấy chén, Kỳ Sơn cầm chén rượu lên chủ động tìm tới Trương Dương,
Bí thư Trương, nghe nói xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã bắt đầu chính thức, phải chúc mừng anh rồi. Trương Dương nói, bắt đầu cách xây xong xa vạn dặm, trước mắt chỉ là công trình cơ sở, chờ ngân sách của bên trên gửi xuống đã. Kỳ Sơn nói, tôi rất cảm thấy hứng thú với khu bảo lưu thuế nhập khẩu của các anh, có hạng mục đầu tư tốt gì thì nhớ gọi tôi nhé. Trương Dương cười cười gật đầu, đương nhiên rồi, con người của tôi trước giờ đều là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Trong lòng lại vô cùng cảnh giác, năm đó Lý Trường Vũ và Tần Thanh bởi vì bị sự kiện xây nhà rửa tiền đen mà bị liên lụy, hai người đồng thời bị ủy ban kỷ luật quy, đây là vết xe đổ, điểm đáng ngờ về nhân thân của Kỳ Sơn này cũng càng lúc càng nhiều, lai lịch tiền của hắn chưa chắc đã sạch sẽ, để hắn đầu tư vào Tân Hải, chẳng phải là đào một cái hố hắn mình nhảy vào trong ư. Viên Hiếu Thương nói, Bí thư Trương, tôi cũng xem trọng phát triển tương lai của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, có chuyện tốt như vậy trăm ngàn lần đừng quên tôi. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha nói, tôi chỉ mong sao những thần tài như các anh đều đầu tư vào Tân Hải, muốn xây xong khu bảo lưu thuế nhập khẩu phải dựa vào đại lượng vốn từ dân gian, về sau trong phương diện này chúng tôi sẽ tăng mạnh từng bước, tin rằng theo tiến trình xây dựng của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cơ hội đầu tư cũng càng lúc càng nhiều. Những lời này của Trương Đại Quan Nhân nói rất trống rỗng, tuy rằng vẻ mặt của hắn vô cùng thành khẩn, nhưng nội dung thì không có bất kỳ tính thực chất nào. Nhà có cây ngô đồng, không lo không dụ được phương hoàng, người muốn đầu tư tới nhiều rồi, nhưng đối với đầu tư quyết không thể nhận vô điều kiện, phải làm rõ lai lịch của những nhà đầu tư. Tiệc tối tiến hành hơn tiếng đồng hồ thì kết thúc, Viên Hiếu Thương đề nghị tới Lam Sắc Mị Lực tiêu khiển, Trương Dương uyển chuyển từ chối, nhớ tới cái chết của Khương Lượng có lẽ không thoát khỏi liên quan tới Kỳ Sơn. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân liền có chút không thoải mái, hắn biết Kỳ Sơn là người cực kỳ khôn khéo, không muốn để hắn nhìn ra sơ hở, biện pháp tốt nhất vẫn là tiếp xúc ít thôi. Trở lại gara ngầm, Trương Dương lấy xe của hắn, lại nhìn thấy một dáng người yểu điệu đang đi theo, mở cửa xe ngồi vào trong, Trương Đại Quan Nhân cười cười, Tang Bối Bối trợn mắt lườm hắn, tức giận nói, cười cái gì mà cười. Trương Dương nói, cô không phải đi làm à? Tang Bối Bối nói, không cần. Trần Thanh Hồng bảo tôi tối nay tiếp anh, tiền lương cũng phát cho tôi rất đúng ngày. Trương Dương cười nói, tiếp thế nào? Có ám chỉ cô phải thỏa mãn tôi trên toàn phương vị hay không? Anh cút đi, một bí thư thị ủy nói chuyện có thể đừng lưu manh như vậy hay không? Cả đầu anh đều là những tư tưởng xấu xa thôi. Trương Đại Quan Nhân hắng giọng, ánh mắt quét qua một đôi đùi đẹp dưới váy ngắn của Tang Bối Bối. Tang Bối Bối ý thức được gì đó, vươn tay ra kéo váy xuống, muốn che đi một chút. Trương Dương cười nói, mặc cho tôi xem à. Tự tác đa tình, tôi mặc quần áo làm việc của tôi. Trương Đại Quan Nhân cười cười, khởi động động cơ, chạy ra ngoài. Kỳ Sơn và Viên Hiếu Thương cùng nhau đứng trong khách sạn Vương Miện của Viên Hiếu Thương, trong văn phòng tầng quy, nhìn cảnh đêm Bắc Cảng. Kỳ Sơn nói, nữ hài tử đó là anh an bài cho Trương Dương à. Viên Hiếu Thương nói, tôi từng dẫn hắn tới Thiên Nhai một lần, vốn định an bài một nữ ngôi sao cho hắn. Không ngờ hắn lại cứ coi trọng nữ chiêu đãi viên mạnh mẽ này. Kỳ Sơn nói, giữa bọn họ quả thực có ám muội, tôi lưu ý thấy ánh mắt của cô gái đó khi nhìn hắn, không giả vờ được. Viên Hiếu Thương cười nói, tâm lý học của anh quả nhiên không vô ích. Hắn đi tới trước tủ rượu lấy hai chén rượu vang, sau đó trở lại bên cạnh Kỳ Sơn, đưa một ly cho hắn. Kỳ Sơn nói, Quảng Đại không sao chứ. Viên Hiếu Thương gật đầu nói, chuyện lần này ít nhiều nhờ Trương Dương. Nếu không phải nhờ hắn, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Kỳ Sơn nói, làm ăn gặp cừu gia cũng là bình thường, về sau phải cẩn thận một chút. Viên Hiếu Thương cười cười, nói tránh đi, anh và phóng viên Võ là sao vậy? Tôi thấy cô ta đối với anh không tồi. Kỳ Sơn cười nói, tại sao lại nói vậy? Mỗi lần anh tới Bắc Cảng, cô ta đều sẽ đi cùng. Kỳ Sơn nói, Trương Dương cũng ở đây, tôi cho rằng vụ ý là vì hắn mà tới. Viên Hiếu Thương cười nói, không có lòng tin đối với mình à. Kỳ Sơn nói, Hiếu Thương, tôi thực sự không hiểu ý của anh. Viên Hiếu Thương nói, tôi nhìn ra được, vụ ý khi nhìn anh rất khác lạ, lão đệ, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nữ hài tử tốt như vậy bỏ lỡ thật sự là rất đáng tiếc, bí thư Trương ở phương diện này thì rất nghiêm túc, nếu để hắn đoạt trước thì anh hối hận cũng muộn đó. Kỳ Sơn bật cười ha ha, hắn uống rượu vang rồi lắc đầu nói. Loại chuyện tình cảm này không miễn cưỡng được, tôi ở phương diện này là tùy duyên, đời này gặp được thì gặp, không gặp được thì sống cô độc một mình trong quãng đời còn lại, bản thân cũng không biết sống được đến bao lâu. Tội gì mà phải để thêm một người phải sống trong lo âu với mình.
Viên Hiếu Thương nghe thấy những lời này của Kỳ Sơn thì lập tức trầm mặc, qua một hồi lâu hắn mới thở dài nói, tôi từng nghe qua một chuyện xưa, nói trong có người lang thang, mỗi ngày đều nằm trên ghế công viên, nhưng hắn rất thỏa mãn, có vị phú ông nhìn thấy hắn vui như vậy, liền hỏi nguyên nhân khoái hoạt của hỏi hắn, người lang thang đó nói với y, mình buổi tối mỗi ngày tuy rằng ngủ ở ghế công viên, nhưng ở trong mộng lại mơ thấy nằm trên một cái giường lớn trong biệt thự xa hoa, vươn tay ra là cơm đến miệng. Thế là hạnh phúc rồi, phú ông rất đồng tình với hắn, vì thế mời người lang thang tới biệt thự của mình, cho hắn tất cả trong mộng tưởng. Chương 1727, mộng tưởng và hiện thực 2. Nhưng không được vài ngày, người lang thang lại mất tích khỏi biệt thự, phú ông ở trong công viên tìm được hắn, phú ông hỏi hắn vì sao lại đi, người lang thang nói với phú ông, tuy rằng y cho mình tất cả trong mộng tưởng, nhưng ngủ ở trong biệt thự không ngon, buổi tối mỗi ngày đều sẽ nằm mơ thấy mình lại lang thang nơi đầu đường xó chợ, nằm trên cái ghế đá lạnh như băng, thực không được sống những ngày hạnh phúc, hắn không chịu nổi tra tấn như vậy, buổi tối mỗi ngày đều ngủ không ngon, cho nên hắn lựa chọn về đây. Chỉ có ở đây hắn mới có giấc mộng đẹp. Kỳ Sơn đã sớm nghe qua chuyện xưa này, hắn cười nói, chuyện xưa này nói cho chúng ta biết mộng tưởng sở dĩ tốt đẹp là vì nó là mộng tưởng. Một khi biến thành hiện thực, anh sẽ phát hiện chưa chắc đã tốt đẹp như lúc trước. Ánh mắt của Kỳ Sơn lộ ra một loại hư vô và phiêu khó có thể nắm bắt, hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Từ trong chuyện xưa đơn giản này nghĩ tới nhân sinh phức tạp của hắn. Viên Hiếu Thương nói, có lẽ có một ngày, tôi sẽ lựa chọn rời khỏi. Kỳ Sơn nhìn Viên Hiếu Thương, từ trong ánh mắt của hắn tựa hồ đọc được gì đó, nói khẽ, đường về còn dài lắm, nhân sinh đi tới giai đoạn nhất định, anh không nhìn thấy điểm cuối. Cũng không nhìn thấy điểm bắt đầu, một số người trong chúng ta nhất định sẽ ngã trên đường. Quay đầu lại được không? Trong lòng Kỳ Sơn lặng lẽ hỏi mình, đáp án của hắn là phủ định. Viên Hiếu Thương không nói gì, nhìn đèn đuốc ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên mông lung, trầm tư rồi thật lâu sau mới, trời mưa rồi. Tang Bối Bối trong khoảng thời gian ở Thiên Nhai rất có hiệu quả, cô ta đưa cho Trương Dương một tập ảnh, Trương Dương ở trong đó phát hiện không ít nhân vật của chính giới Bắc Cảng, khiến hắn kinh hỉ là thị trường Tân Hải Hứa Song Kỳ không ngờ cũng ở trong đó, trước đây Trương Dương lần đầu tiên tới Thiên Nhai cũng từng nhìn thấy Hứa Song Kỳ, xem ra thằng cha này không phải là ngẫu nhiên tới đây, mà là khách quen của Thiên Nhai. Tang Bối Bối nói, Thiên Nhai là nơi tàng ô nạp cấu, nơi này nghiêm khắc dựa theo chế độ hội viên, người ra vào đây một là thương nhân, hai là một số quan viên của Bắc Cảng, Thiên Nhai thành nơi quan trọng để họ khơi thông quan hệ. Trương Dương nói, tôi đã sớm nhìn ra rồi. Tang Bối Bối nói, Viên Hiếu Thương cơ hồ không tới nơi này người làm chủ là Trần Thanh Hồng, căn cứ vào tìm hiểu của tôi, quan hệ giữa bọn họ là thuê mướn. Trương Dương nói, rất khó nói, ở Bắc Cảng mở nhiều nơi ăn chơi như vậy, nếu quan hệ không tốt với hệ thống công an, sớm đã bị tra không biết bao nhiêu lần rồi. Tang Bối Bối nói, anh là ông chủ phía sau màn vẫn là Viên Hiếu Thương. Trương Dương cười nói, chuyện không có chứng cứ chúng ta không thể nói lung tung. Hắn ghé sát vào Tang Bối Bối, cái đó, cô có thể nói với tôi, mục đích chân chính cô tôi Bắc Cảng là gì không? Tang Bối Bối nói, không có mục đích gì cả, chỉ là không có chỗ để đi, có câu đại ẩn ở trong triều, tiểu ẩn là thành phố, tôi lo lắng đám người đó Trương Bích Quân đuổi giết tôi, cho nên chạy đến thành nhỏ của anh để ẩn cư, hơn nữa, anh là bằng hữu của tôi, ít nhiều cũng sẽ chiếu ứng cho tôi phải không? Trương Đại Quan Nhân gật đầu, đó là đương nhiên rồi. Có điều hai ta có phải nên thẳng thắn thành khẩn hơn không? Tang Bối Bối nói, giữa nam nữ phải bảo trì khoảng cách thích hợp, nhất là loại sắc lang như anh, tôi thân cận quá với anh thì rất nguy hiểm. Trương Đại Quan Nhân cợt nhả nói, tôi như vậy mà cô không tin à? Tang Bối Bối nói, không phải không tin, mà là không tin chút nào. Trương Đại Quan Nhân cười nói, cô sợ tôi. Sợ anh cái dám, anh thì dám làm gì chứ? Trương Đại Quan Nhân đang định lên tiếng thì bỗng nhiên Tang Bối Bối ôm lấy cổ hắn, hai má dí sát vào mặt hắn, Trương Đại Quan Nhân ngây ra một thoáng, lúc này quang ở khóe mắt quét ra bên ngoài, nhìn thấy Trần Thanh Hồng đang cùng một gã nam tử đi tới. Tang Bối Bối nói khẽ, cô ta rất khôn khéo, đừng làm cho cô ta hoài nghi chúng ta. Trương Dương cười thầm trong lòng, bên trong gara này, ánh sáng rất ít, Trần Thanh Hồng chưa chắc có thể chú ý tới bọn họ. Nhưng Tang Bối Bối chủ động lao vào lòng thì Trương Đại Quan Nhân cũng không phải loại người có gái ngồi trong lòng mà vẫn im ri, cánh tay ôm lấy eo nhỏ của Tang Bối Bối, hưởng thụ cái đẹp. Xe của Trần Thanh Hồng đỗ ngay bên cạnh xe của Trương Dương, phải nói là chiếc xe này của Trương Đại Quan Nhân quả thực rất bắt mắt,
Trần Thanh Hồng mượn ánh sáng le lói nhìn thấy bên trong có hai người đang ôm nhau, cô ta không dám nhìn thêm, bởi vì cô ta sợ bị người bên trong xe phát hiện, vội vàng lên Audi của mình rồi lái đi, không cần hỏi cũng biết một người bên trong là Trương Dương, và người còn lại khẳng định là nữ chiêu đãi viên Tang Bối Bối. Tang Bối Bối nghe thấy tiếng ô tô đi xa rồi, đẩy Trương Dương ra, nhưng không ngờ lại bị thằng ôn này ôm chặt cứng. Tang Bối Bối gắt, anh buông ra, chiếm tiện nghi tới nghiện rồi à? Trương đại quan nhân cười nói, chính cô chủ động nhào vào lòng tôi, không ngờ còn trách tôi nữa, thôi đừng nói nữa, cứ ôm cho thoải mái. Tang Bối Bối mặt đỏ tai hồng đẩy hắn ra, sửa sang lại tóc một chút rồi nói khẽ, đưa tôi về, bên ngoài hình như trời mưa. Trương đại quan nhân lái xe rời khỏi gara. Bên ngoài quả nhiên đang đổ mưa, Tang Bối Bối bởi vì chuyện vừa rồi mà có chút xấu hổ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái cần gạt nước đang đong đưa, trong đầu lại là một mảng chỗ trống, luôn cảm thấy bên trong xe, thậm chí trên người mình đều tràn ngập khí tức của Trương Dương. Trương Dương nói, tình huống hủ bại của Bắc Cảng so với trong tưởng tượng của tôi thì còn nghiêm trọng hơn nhiều, Thiên Nhai chắc là cái chảo nhuộm lớn, ở phương diện này tồn tại rất nhiều vấn đề, Bối Bối, nhiệm vụ về sau của cô là phải giúp tôi tra ra tin tức trong đó. Ánh mắt của Tang Bối Bối không nhìn hắn, anh là gì của tôi? Tôi vì sao phải giúp anh? Trương đại quan nhân cười nói, bằng hữu, theo lý thì bằng hữu của cô trên đời này cũng không nhiều, trừ tôi ra, chỉ sợ ngay cả một người cũng không tìm ra được. Tang Bối Bối nói, anh sao cứ thích rát vàng lên mặt mình thế? Trương Dương nói, cô nói xem, tối nay Trần Thanh Hồng nhìn thấy hai ta thân thiết ở trong xe, cô ta về sau có phải sẽ coi cô là tình nhân của tôi không? Tang Bối Bối nói, anh không phải muốn cô ta cho rằng như vậy ư? Trương Dương nói, ruồi bọ không bâu trứng không thủng, nếu con người của tôi thực sự vĩnh viễn không dính dầu mỡ thì đám người đó sẽ tràn ngập cảnh giác đối với tôi, nếu bọn họ tự nhận là đã phát hiện ra nhược điểm của tôi thì sẽ bắt tay vào làm từ nhược điểm của tôi. Tang Bối Bối nói, anh có ý gì? Có phải muốn lợi dụng tôi để đào ra tấm màn đen sau lưng Thiên Nhai hay không? Trương Dương nói, đúng là có suy nghĩ này. Tang Bối Bối nói, vậy tôi không phải thiệt thòi lớn ư? Về sau chẳng phải là sẽ sắm vai nhân vật tình nhân của anh tiếp ư? Trương đại quan nhân nhìn Tang Bối Bối rồi nói, nhà đầu, chỉ bằng vào diện mạo này của tôi, cũng không tính là nhục cho cô phải không? Tang Bối Bối nói, Trương Dương, anh nghe rõ cho tôi, bổn cô nương sẽ không làm tình nhân cho người khác đâu. Trương đại quan nhân nói, cái đó, là cô nghĩ nhiều rồi, chúng ta không phải là đang diễn kịch ư? Chỉ cần cô giữ vững giới hạn là khẳng định không thành vấn đề. Tôi là một đảng viên, tôi là cán bộ quốc gia, giác ngộ của tôi tuyệt đối không cần hoài nghi. Tang Bối Bối nói, tôi sao cảm giác không phải như vậy nhỉ? Kể ra hai ta cũng quen nhau lâu rồi, sao tôi chưa từng phát hiện hai chữ giác ngộ có gì liên quan tới anh? Dưới sự an bài của Vũ Ý, Trương Dương và Giám đốc đài truyền hình Bắc Cảng Nhan Mộ Vân gặp mặt nhau, lần này là Nhan Mộ Vân chủ động đề xuất, địa điểm gặp mặt ở bãi tennis sân thể dục Bắc Cảng, Nhan Mộ Vân bình thường rất yêu thích đánh tennis. Cơ hồ mỗi tuần đều dành thời gian 2 ngày để rèn luyện, Vũ Ý đánh tennis cũng không tồi, khi Trương Dương tới sân tennis thì nhìn thấy Kỳ Sơn cũng ở đó, hắn cũng được Vũ Ý mời đi theo. Kỳ Sơn nhìn thấy bộ dạng tây trang dày da của Trương Dương thì không khỏi bật cười, bí thư Trương, là gọi anh tới đây để đánh bóng chứ không phải để báo cáo công tác của chính phủ, mặc chính thức như vậy làm gì. Trương Dương cũng cười, gặp mặt giám đốc đài truyền hình thì không thể qua loa được. Khi hai người đang nói chuyện thì Nhan Mộ Vân đi tới, vận động một lúc đã khiến cô ta tiêu hao không ít thể lực, hai gò má ửng hồng, ở tuổi của cô ta bảo dưỡng như vậy là không tồi. Nhan Mộ Vân thở hổn hển rồi lắc đầu nói, có tuổi rồi, thân thể chịu không nổi, Kỳ Tổng, anh đánh với Vũ Ý một lúc đi. Kỳ Sơn biết Nhan Mộ Vân muốn đẩy mình ra, cô ta khẳng định muốn nói chuyện riêng với Trương Dương, Kỳ Sơn cười cười gật đầu, chọn một cây gậy tennis rồi đi vào trong sân. Nhan Mộ Vân lau mồ hôi. Cầm một chai nước soda uống mấy ngụm, nhìn thấy bộ dạng tây trang dày da của Trương Dương thì không khỏi bật cười, bí thư Trương hôm nay sao ăn mặc nghiêm túc như vậy? Trương đại quan nhân cười nói, giám đốc đại truyền hình gọi, tôi đương nhiên phải ăn mặc chính thức một chút, như vậy mới có thể biểu hiện sự tôn trọng của tôi đối với cô. Chương 1728, mối hận khó bỏ một. Nhan Mộ Vân cười rất vui vẻ, bộ dạng vô cùng quyến rũ cô ta nói khẽ. Vừa rồi Vũ Ý còn oán giận với tôi, nói anh không cho nó mặt mũi, không muốn nhận phỏng vấn của đài truyền hình chúng tôi. Ánh mắt Trương Dương hướng về sân tennis, nhìn thấy Vũ Ý đang đánh rất hăng, có điều hắn cũng nhận ra Kỳ Sơn đang nhường cô ta.
Trương Dương nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, đoạn thời gian trước truyền thông tin tức khiến tôi khổ không chịu nổi rồi, cửa hàng tổng hợp Hồng Quang cháy cũng bị người hữu tâm lợi dụng, nói là tiệc pháo hoa của chúng tôi gây ra, đến bây giờ trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, nói một câu mong cô đừng giận, tôi đối với truyền thông là kính nhi viễn chi. Trương Đại Quan Nhân tạm dừng một chút rồi lại nói, đương nhiên chuyện này không liên quan gì tới các cô, cho tới nay giám đốc Nhan rất chiếu cố tuyên truyền hình tượng của Tân Hải chúng tôi. Nhan Mộ Vân nói, chuyện của cửa hàng tổng hợp Hồng Quang tôi cũng nghe nói, giới truyền thông mà cầm đầu là Nhật báo Bắc Cảng thật sự là rất không có trách nhiệm, chuyện không có căn cứ cũng đăng báo linh tinh, bọn họ cũng không thèm nghĩ tới hậu quả của chuyện này, không cân nhắc sẽ tạo thành khốn nhiễu thế nào cho người dân, đối với những truyền thông vô trách nhiệm này nhất định không thể nuông chiều, phải xử lý nghiêm túc. Trương Đại Quan Nhân từ trong khẩu phong của Nhan Mộ Vân lập tức cảm thấy được cô ta hôm nay mời mình tới là có dụng tâm. Nhan Mộ Vân là muốn mượn chuyện này để khích mình tức giận, ý là thử thái độ của mình, nếu mình kiên quyết truy cứu chuyện này, thế tất sẽ lại một đao thấy máu với Bộ trưởng Tuyên truyền Hoàng Bộ Thành, cuối cùng người được lợi hiển nhiên là Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Nhan Mộ Vân này. Trương Dương trong chuyện này đã lựa chọn là dẹp chuyện cho khỏi phiền, đây là vì Phó Bí Thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương đứng ra làm người hòa giải, còn có một nguyên nhân quan trọng là ra tay đả kích Hoàng Bộ Thành đối với Trương Dương cũng không có lợi ích gì. Hắn phát hiện Tưởng Hồng Cương đang tích cực chủ tính xây dựng trận doanh thuộc về chính hắn, có thể đoán được, trong tương lai không xa bên cạnh Tưởng Hồng Cương thế tất sẽ đoàn kết được một đám thường ủy, hình thành một cỗ lực lượng chính trị không thể coi thường. Giữa Tưởng Hồng Cương và Trương Dương, là bạn không phải địch, giữa bọn họ vẫn là giúp đỡ lẫn nhau, Tưởng Hồng Cương quật khởi thế tất sẽ có thể làm suy yếu lực thống trị, cũng cấu thành uy hiếp có thể tới thị trường cung Hoàn Sơn, nhìn về lâu về dài thì cũng là có lợi cho Trương Dương. Trương Dương không hề nhìn lầm, Nhan Mộ Vân chính là muốn lợi dụng hắn, cô ta phát hiện lần này là cơ hội tốt nhất để lật đổ Hoàng Bộ Thành, chỉ cần Trương Dương truy cứu tiếp, vị trí của Hoàng Bộ Thành sẽ có nguy cơ, nếu có thể mượn chuyện này để chơi Hoàng Bộ Thành, như vậy Nhan Mộ Vân không nghi ngờ gì nữa chính là nhân tuyển tốt nhất của chức Bộ trưởng Tuyên truyền Bắc Cảng. Đối với Nhan Mộ Vân mà nói, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, nhưng cô ta lại không thể nói quá rõ ràng, ở trước mặt Trương Dương không thể biểu hiện quá mức bức thiết. Trương Dương cười nói, tôi hiện tại thực sự là bị giới tin tức khiến cho sợ rồi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, hiện tại mấy nhà truyền thông đưa tin lung tung đã tới tạ tội với tôi, bất kể người ta có thành tâm hay không thì tôi cuối cùng cũng vẫn phải tỏ ra khoan dung, cô nói xem có đúng không. Hai hàng lông mày thon dài của Nhan Mộ Vân hơi hơi nhướng lên, Trương Dương đã biểu đạt ý đồ của bản thân rất rõ ràng, hắn không muốn tiếp tục truy cứu nữa, nói cách khác Trương Dương không chuẩn bị mượn chuyện này để lật đổ Hoàng Bộ Thành. Trong mắt Nhan Mộ Vân, điều này thật sự là rất đáng tiếc, cơ hội đánh rắn dập đầu cũng không nhiều, nếu bỏ lỡ cơ hội như vậy, về sau chỉ sợ sẽ hối tiếc cũng không kịp. Nhan Mộ Vân nói, khoan dung trong chính trị là không phải hành động đúng đắn. Trương Đại Quan Nhân bật cười, Nhan Mộ Vân chỉ sợ phải thất vọng vì thái độ của mình rồi. Trong lòng Nhan Mộ Vân hiện lên mấy ý niệm, có điều cô ta vẫn từ bỏ ý định thuyết phục Trương Dương tuy rằng trẻ tuổi. Nhưng năng lực xử lý chuyện của người thanh niên này mọi người đều rõ, hắn nếu tạm thời buông tha Hoàng Bộ Thành liền chứng minh hắn đã trải qua thâm tư thục lự, với bối cảnh của Trương Dương lật đổ Hoàng Bộ Thành cũng không khó, trong chuyện này khả năng duy nhất là có người nói giúp cho Hoàng Bộ Thành. Trương Dương nói, về sau còn dựa vào sự ủng hộ của giám đốc Nhan rất nhiều. Nhan Mộ Vân cười nói, bí thư Trương nói không đúng rồi, anh không phối hợp với công tác của chúng tôi một chút nào, hiện tại lại muốn chúng tôi ủng hộ công tác của anh. Nói xong cô ta bổ sung một câu, trừ phi anh đáp ứng phỏng vấn cá nhân trước đã. Một câu này của Nhan Mộ Vân có cái hiểm vẽ rắn thêm chân, ý tứ chân chính của cô ta là, Trương Dương anh không hỗ trợ tôi thì đừng hy vọng về sau tôi hỗ trợ anh. Trương Đại Quan Nhân cười thầm trong lòng, dù sao cũng là nữ nhân, lòng dạ cũng quá hẹp hòi rồi, không thể không thừa nhận Nhan Mộ Vân trước đây đã giúp hắn một số việc, có điều, đó là nể mặt phụ ý, những lời này của cô ta càng nghiệm chứng một chuyện. Trên đời này không có đạo lý làm việc không công, trên thương trường như vậy, trên quan trường cũng như vậy, Nhan Mộ Vân trước đây giúp Trương Dương, đó là bởi vì nể bối cảnh của hắn và lợi ích mà hắn có thể mang tới, hiện giờ sự đầu tư của cô ta không đạt được mục đích mong muốn. Trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Nhan Mộ Vân tuy rằng thất vọng, nhưng cô ta vẫn không dám đắc tội với Trương Dương, cuối cùng bổ sung câu nói đó, chính là lo lắng những lời cào nhau của mình khiến Trương Dương không vui. Trương Dương chẳng tội gì mà đắc tội với Nhan Mộ Vân, nào đó dấu hiệu nào đó cho thấy, Nhan Mộ Vân ở cấp trên cũng có không ít quan hệ, tuy rằng hắn hiện tại không hề ra tay giúp đỡ Nhan Mộ Vân,
nhưng cũng không có nghĩa là về sau giữa bọn họ không có cơ hội hợp tác, nhất là giữa Hoàng Bộ Thành và Nhan Mộ Vân, nếu bảo Trương Đại Quan Nhân lựa chọn thì hắn khẳng định sẽ lựa chọn người sau. Vốn ý định ban đầu của hắn là ra tay với Hoàng Bộ Thành, nhưng tưởng Hồng Cương đã chủ động nói đỡ, khiến hắn phải thay đổi ước nguyện ban đầu, Trương Dương uyển chuyển nói, Giám đốc Nhan, thật ra khứu giác của giới tin tức các cô rất linh mẫn, chính đàn Bắc Cảng gần đây không yên ổn, là người ngoài cuộc, tôi vẫn thành thành thật thật quản lý tốt Tân Hải mới là chính bản. Nhan Mộ Vân là nữ nhân cực kỳ thông minh, đương nhiên có thể nghe ra Trương Dương dùng những lời này để ám chỉ mình điều gì, chỉ cần là chính đàn thì có khi nào thái bình đâu. Thượng vị giả muốn giữ vị trí của mình, hạ vị giả thì mưu cầu tiến thêm một bước về phía trước, đều vì mục đích chính trị, có thể bất chấp thủ đoạn. Nhan Mộ Vân làm trong chính đàn nhiều năm như vậy, cũng nhìn quen sóng gió, cô ta ý thức được Trương Dương sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, Nhan Mộ Vân nói tiền cảnh phát triển của Tân Hải là không thể hạn lượng. Trương Dương mỉm cười, chuyện là ở người, chuyên chú vào sự nghiệp của mình thì sẽ luôn đợi được cơ hội, cô nói xem có đúng không? Nhan Mộ Vân cũng bật cười. Từ xa truyền đến giọng nói của Vũ Ý, mệt chết rồi, không nữa, không nữa, cô ta vừa hét vừa đi tới bên này. Cô ta đưa vợt tennis cho Trương Dương, anh chơi đi. Trương Dương cười nói, cô cũng không nhìn xem tôi ăn mặc thế này có thích hợp đánh bóng không à. Kỳ Sơn nói, cửa hàng bên cạnh có bán giày, chọn một đôi thích hợp đi, tới đây làm hai ván, tôi đang cao hứng, anh cũng không thể làm tôi mất hứng được. Trương Đại Quan Nhân cười cười, hắn tiếp lấy vợt của Vũ Ý rồi nhàn nhã đi tới, nếu đánh với anh thì không đổi giày cũng được. Kỳ Sơn nói, khinh thường người ta. Trương Dương đứng vào sân, cầm một quả cầu lên, vung vợt đánh ra, Trương Đại Quan Nhân vừa rồi tuyệt đối không phải là nói ngoa, góc độ tốc độ phát bóng của thằng cha này cực mạnh, Kỳ Sơn căn bản không có phản ứng thì bóng dã rơi xuống khu hữu hiệu. Kinh hô, cầu ấy. Kỳ Sơn cười nói, không công bình, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, anh đây là đánh lén. Trương Đại Quan Nhân cười nói, vậy anh chuẩn bị sẵn sàng nhé. Hắn lại phát bóng. Kỳ Sơn tuy rằng đã có phản ứng, nhưng tốc độ của bóng quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội chạm đến bóng, trơ mắt nhìn quả bóng lại rơi xuống, lần này hắn có thể nói là đã sử ra chiêu thức toàn thân, nhưng Trương Đại Quan Nhân ngay cả bước chân cũng không di động một chút nào, trán Kỳ Sơn đổ mồ hôi, thằng cha này tuyệt đối là cao thủ. Trương Dương mỉm cười nói, mặc anh trốn trái trốn phải, tôi vẫn cứ bất động. Tim Kỳ Sơn bỗng nhiên thắt lại, hắn nhìn vẻ mặt vẫn mỉm cười như thường của Trương Dương, nhưng từ bên trong lại cảm thấy một tia khác thường. Trương Dương lại phát bóng, Kỳ Sơn lần này bởi vì biên độ của động tác đỡ bóng quá rộng, thân thể mất đi trọng tâm, dầm một cái ngã xuống, vô ý bị trật chân, tuy rằng là như vậy vẫn không thể đỡ được quả phát bóng của Trương Đại Quan Nhân, phát xong ba phát, thắng bại đã định, Kỳ Sơn bị trật chân, không thể nào đánh được nữa. Vũ Ý đi tới, quan tâm hỏi tình hình thương tích của Kỳ Sơn, Trương Đại Quan Nhân đi tới, hắn kiểm tra mắt cá chân của Kỳ Sơn một chút, không sao đâu, bị trật chân thôi. Chương 1729, mối hận khó bỏ 2. Kỳ Sơn cười khổ nói, Bí thư Trương, chơi bóng với người khác là chơi cho vui, chơi với anh là liều mạng, về sau tôi không dám đấu tennis với anh nữa đâu. Trương Dương cười nói, tôi đã nói là không chơi rồi mà các anh cứ bức tôi, giờ thì hay rồi, không cẩn thận làm anh bị thương rồi. Hắn dùng sức vặn mắt cá chân của Kỳ Sơn đau đến nỗi hét thảm một tiếng, nhưng xong lập tức lại đỡ đau. Nhan Mộ Vân cũng tôi hỏi thăm tình huống của Kỳ Sơn, Kỳ Sơn đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Trương Dương, hắn cười nói, không sao đâu, trình không bằng người ta, nguyện chịu thua. Hắn nói với Trương Dương, Bí thư Trương buổi tối cùng nhau đi ăn cơm nhé, chúng ta tham thảo về kỹ thuật đánh bóng, vừa hay thỉnh giáo một chút, cầu ấy của anh rốt cuộc là làm sao mà luyện ra được. Trương Dương cười nói, tôi cũng muốn đi lắm, nhưng tối nay đã đáp ứng Bí thư Tưởng rồi, chúng ta hay là để hôm khác đi. Kỳ Sơn có chút thất vọng nói, tôi sáng mai phải trở về Đông Giang rồi. Trương Dương vỗ vai hắn, nói cuối tháng tôi cũng tới. Kỳ Sơn nói, em gái anh kết hôn, đúng rồi, đến bây giờ vẫn chưa đưa thiệp mời cho tôi. Trương Dương cười nói, nó kết hôn chứ không phải là tôi kết hôn, anh muốn thiếp thì phải đi tìm Đinh Triệu Dũng. Sau khi Trương Dương cáo từ Nhan Mộ Vân thì bỏ đi, hắn không phải cố ý từ chối lời mời của Kỳ Sơn, thực sự là tưởng Hồng Cương đã mời hắn trước. Từ sau khi tưởng Hồng Cương đảm đương người hòa giải, vẫn muốn an bài để hắn và Bộ trưởng Tuyên truyền Hoàng Bộ Thành ngồi cùng một chỗ, trực tiếp câu thông, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn hiện tại đã nảy sinh địch ý với Kỳ Sơn,
nếu chứng minh được Kỳ Sơn quả thực có liên quan tới cái chết của Khương Lược, Trương Dương tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Trương Dương vừa đi thì Nhan Mộ Vân cũng nói có việc, buổi tối Kỳ Sơn vốn đã chuẩn bị bữa ăn nhưng giờ đành phải từ bỏ, Vũ Ý tất nhiên rời đi cùng với Nhan Mộ Vân, Kỳ Sơn dưới sự giúp đỡ của Ngũ Ca lên ô tô của hắn, sau khi đóng cửa xe thì Ngũ Ca nói khẽ chân sao mà bị thương. Kỳ Sơn nói, khi đánh bóng không cẩn thận bị trật. Ngũ Ca gật đầu, khởi động động cơ. Ánh mắt của Kỳ Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hắn đang suy nghĩ gì đó, một lát sau thì nói khẽ Trương Dương mấy ngày hôm trước từng tới Kinh Sơn. Ngũ Ca ừ một tiếng. Kỳ Sơn lại nói, Kinh Sơn Khang Hồng Lượng hình như bị cảnh sát nhổ tận gốc, sát thủ Lâm Quang Minh lúc trước sát hại Khương Lượng cũng bị bắt. Ngũ Ca nói, hàng của bọn họ không có bất kỳ liên quan gì tới chúng ta. Kỳ Sơn nói, sau cái chết của Tiểu Phong, tôi cũng đã dừng tất cả sinh ý trong tay, ba gã đầu bếp của chúng ta đi mất hai rồi. Ngũ Ca nói, Phú Quý chưa đi, chỉ cần hắn không đi thì chúng ta trong nghề này vẫn có sức cạnh tranh nhất. Kỳ Sơn thở dài, có chút mệt mỏi tựa vào ghế ngồi, Ngũ Ca, tôi không muốn làm nữa, thực sự không muốn làm nữa. Ngũ Ca không nói gì, lặng lẽ lái xe. Kỳ Sơn nói, từ sau khi Tiểu Phong chết, tôi mỗi ngày đều mơ thấy nó. Lặp đi lặp lại, mỗi ngày đều là như vậy, tôi nhìn thấy cả người nó toàn là máu bước về phía tôi, nó hỏi tôi. Vì sao muốn dẫn nó vào con đường này, vì sao? Giọng nói của Kỳ Sơn trở nên có chút nghẹn ngào. Ngũ Ca vẫn không nói gì. Kỳ Sơn thở dài, nói, Ngũ Ca, tôi mệt mỏi rồi. Ngũ Ca nói khẽ, anh định rút lui ư. Kỳ Sơn nói, chỉ cần tôi muốn làm thì nhất định có thể làm được. Ngũ Ca nói, trước đây tôi tin. Nhưng hiện tại tôi không tin, cho dù anh có thể không làm thứ hàng này, nhưng thù của Tiểu Phong anh vẫn không thể buông bỏ được. Nhắc tới chuyện này, trong ánh mắt Kỳ Sơn tóe ra hai ánh lửa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tôi phải xử lý bang tử. Hung phạm sau lưng có thể là kẻ khác. Kỳ Sơn nói, tôi sẽ ép hắn ra, thị trường này cho dù tôi không làm nữa, nhưng hắn chưa chắc có thể làm được, đấu với tôi thì hắn phải chuẩn bị chịu tổn thất. Ngũ Ca nói, có câu tôi phải nhắc nhở anh. Cừu hận là một con dao hai lưỡi, đâm bị thương kẻ địch đồng thời cũng khó tránh khỏi đả thương mình. Kỳ Sơn lắc đầu nói, không sao cả, cho dù tôi mất cả mạng thì tôi cũng phải trả món nợ máu cho Tiểu Phong. Ngũ Ca nói khẽ, các huynh đệ chưa chắc đã chịu làm với anh. Tay phải của Kỳ Sơn nắm thành quyền đè lên môi, tôi sẽ không miễn cưỡng bất kỳ ai, cho dù anh muốn đi thì tôi cũng sẽ không oán thán nửa câu. Vẻ mặt của Ngũ Ca vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, mạng của tôi là của anh. Nơi Tưởng Hồng Cương an bài dùng cơm là ở Bắc Cảng Tĩnh Vân Trai, nơi này là quán thức ăn chay nổi danh Bắc Cảng, bên cạnh chính là Tĩnh Vân Tự của Bắc Cảng, địa điểm cụ thể là ở núi Nghiêu Đông Bắc Bắc Cảng, cũng là một bộ phận của góc Thương Gia. Trương Dương khi tới Tĩnh Vân Trai thì mặt trời đã xuống núi, bãi đỗ xe của Tĩnh Vân Trai rất lớn, trên thực tế nơi này dùng chung một bãi đỗ xe với Tĩnh Vân Tự, tới lúc này thì khách hành hương đều đã đi rồi, thức ăn chay của Tĩnh Vân Trai tuy rằng nổi danh. Nhưng thức ăn chay chân chính của thời đại hiện tại thì không có mấy. Thức ăn chay của Tĩnh Vân Trai cũng lấy thức ăn chay mặn để nổi tiếng. Trương Dương tới Nguyệt Ảnh Các đã đặt trước, nhìn thấy Phó Bí Thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương, Bộ trưởng Tuyên truyền Hoàng Bộ Thành đều đã. Trương Dương áy náy cười nói, ngại quá, tôi tới muộn, xin hai vị đại nhân thứ lỗi. Tưởng Hồng Cương giơ cổ tay lên nhìn, mỉm cười nói, không phải anh tới muộn mà là chúng tôi tới sớm, hiện tại cách giờ hẹn của chúng ta còn 10 phút. Bọn họ hẹn 6 rưỡi thì gặp nhau ở đây, hai người Tưởng Hồng Cương và Hoàng Bộ Thành tới trước gần 1 giờ, đương nhiên bọn họ không là vì muốn trịnh trọng gặp Trương Dương, đến trước để chuẩn bị, mà là hai người tới Tĩnh Vân Tự dâng hương. Hoàng Bộ Thành không tin cái này, nhưng Tưởng Hồng Cương đã nói tới rồi thì cũng không tiện đi qua, cho nên hai người cùng tới Tĩnh Vân Tự đi dạo, Hoàng Bộ Thành cũng dâng hương theo. Cái mà Trương Đại Quan Nhân lưu ý là đồng hồ mà Tưởng Hồng Cương đeo, Đông Phương Hồng, hãng đồng hồ quốc nội. Trong các lãnh đạo của thành phố Bắc Cảng, người mang đồng hồ quý cũng không ít, Tưởng Hồng Cương này rõ ràng là ngoại tộc. Tưởng Hồng Cương lưu ý thấy ánh mắt của Trương Dương nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình, hắn bật cười, đồng hồ này anh chưa thấy bao giờ à, so với tuổi của anh còn lớn hơn đấy, xuất xưởng năm 68, khi tôi kết hôn, nhạc phụ của tôi tặng cho tôi, đừng nhìn kiểu dáng đồng hồ lỗi thời, nhưng kim lại rất chuẩn, mỗi ngày cũng chỉ chạy nhanh quá 5 giây. Từ khi tôi kết hôn đến bây giờ đã đeo được hơn 20 năm rồi. Hắn chỉ vào đồng hồ của Trương Dương, đồng hồ này của anh không tồi. Trương Dương cười, cũng giống như của bí thư Tưởng vậy, cũng là người nhà vợ tặng. Tưởng Hồng Cương cười ha ha,
Hoàng Bộ Thành cũng bật cười theo, có điều biểu hiện của y hôm nay vẫn có chút sụt rè, dù sao sau khi xích mích với Trương Dương, hôm nay mới là lần đầu tiên đối mặt trực tiếp, chột dạ cũng là điều khó tránh khỏi, ai bảo y trêu chọc người khác tới. Tưởng Hồng Cương mượn đồng hồ của Trương Dương để xem, Trương Dương cũng ngắm nghía đồng hồ của Tưởng Hồng Cương, Tưởng Hồng Cương trả lại đồng hồ cho Trương Dương rồi nói, đồng hồ này rất đắt, Trương Dương à, cũng chỉ có anh dám quang minh chính đại mà đeo thôi. Trương Dương cười nói, đây là lễ vật bà ngoại Yên Nhiên cho tôi có gì mà không dám đeo. Tưởng Hồng Cương nói, điều này cũng đúng, không làm chuyện đối lý thì nửa đêm không sợ ma gõ cửa, Trương Dương à Trương Dương, anh thật sự là khiến cho người ta hâm mộ, trẻ tuổi như vậy mà đã làm bí thư thị ủy Tân Hải, còn tìm được một người vợ chưa cưới vừa xinh đẹp vừa giàu có. Trương Dương cười nói, bí thư Tưởng, ngài còn nói thiếu một câu, tôi còn tìm được nhạc phụ đại nhân là bí thư tỉnh ủy. Tưởng Hồng Cương cười ha ha, lời này không thể nói được, nói vậy chẳng khác nào phủ định tất cả thành tích công tác của anh. Hắn nói với Hoàng Bộ Thành, Bộ trưởng Hoàng, năng lực công tác Trương Dương vẫn rất khá. Hoàng Bộ Thành gật đầu nói, đúng vậy, y cảm thấy mình có chút vị đạo khúm núm nịnh bợ, không ngờ lại với cười lấy lòng với một cán bộ trẻ tuổi, hơn nữa lại là cấp dưới của mình. Nhưng tình thế bất đồng, khiến y không thể không thay đổi, có câu kẻ thức là thời trang tuấn kiệt. Ngay cả phó bí thư thị ủy Bắc Cảng Tưởng Hồng Cương cũng kính Trương Dương như thượng khách, mình còn có cái gì mà không bỏ xuống được. Trương Dương nói, về công tác thì cơ hồ mọi người chung quanh đều khen tôi thế này, khen năng lực công tác của tôi mạnh, rồi tiếp sau đó cho thêm một câu, trẻ tuổi, xung động, thiếu kinh nghiệm. Tưởng Hồng Cương nói, cái đó còn phải xem là so với ai, anh nếu so sánh với những đồng chí chúng tôi, thì thiếu kinh nghiệm, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi thì anh không nghi ngờ gì nữa là rất nổi tiếng. Kinh nghiệm đại biểu cho cái gì? Kinh nghiệm đại biểu cho dễ dính lề thói cũ, dễ bị sơ cứng tư tưởng, một chuyện đồng dạng bảo tôi làm, tôi chỉ sợ là sẽ dựa theo bài bản có sẵn trong đầu mà làm, mà giao cho cậu thì cậu sẽ tìm đường khác, hiệu suất so với tôi thì cao hơn, thành tích so với tôi cũng càng nổi bật hơn. Hoàng Bộ Thành cũng nói, tư tưởng của cán bộ trẻ tuổi tràn ngập sức sống, tính khai thác và tính sáng tạo thì cũng hơn chúng ta. Trương Đại Quan Nhân cười, hôm nay là làm sao vậy? Hai vị đại nhân khen hạ quan suốt, khâng tôi đến nỗi không nhìn ra được Đông Tây Nam Bắc nữa rồi, nơi đây là chốn Phật môn thanh tĩnh, trăm ngàn lần đừng phủng sát tôi, mong rằng hai vị đại nhân từ bi hỉ xả, thả cho tôi một con đường sống. Chương 1730, lấy ra chút thành ý 1. Tưởng Hồng Cương và Hoàng Bộ Thành đều bị sự hài hước của thằng ôn này khiến cho bật cười. Thức ăn chay của Phật môn vô cùng được chú ý, nguyên liệu nấu ăn dùng tam cô lục nhĩ làm chủ. Tam cô là nấm hương, nấm rơm, nấm ma. Lục nhĩ là mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng, mộc nhĩ đất, mộc nhĩ mây, mộc nhĩ đá, mộc nhĩ tuyết. Tĩnh Vân trai vô cùng chính quy, thực khách ở đây cũng không được phép uống rượu, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng trà thay rượu. Hoàng Bộ Thành tự mình mang đến một hộp trà Long Tĩnh chân phẩm, bảo nhân viên phục vụ đi pha. Trương Đại Quan Nhân cầm chén trà lên, nói, hai vị đại nhân, hạ quan kính hai vị một ly. Ăn cơm ở Tĩnh Vân trai cổ kính rất dễ khiến cho người ta sinh ra cảm giác thác loạn thời không, Trương Đại Quan Nhân giống như tìm được cảm giác quen thuộc trước đây. Tưởng Hồng Cương cầm chén trà lên rồi mỉm cười nói, hôm nay tới đây là đề nghị của Bộ trưởng Hoàng, quân tử chi giao nhạt như nước, chúng ta dùng trà thay rượu, hy vọng giữa chúng ta là quân tử chi giao, có thể giống như chén trà Long Tĩnh này, tươi mát thanh nhã lại đầy dư âm. Ba người cùng nhau nhấp ngụm trà, trà quả thực không tồi. Lời nói của Tưởng Hồng Cương cũng rất hay, nhưng Trương Đại Quan Nhân cũng không dám gật bừa, quân tử chi giao, bên trong ba người này ít nhất có quá nửa không được gọi là quân tử, chỉ bằng vào những việc xấu của Hoàng Bộ Thành trước đây, thằng cha này quyết không thể trở thành quân tử. Về phần Tưởng Hồng Cương, người này trước đây vẫn luôn ẩn nhẫn, gần đây dã tâm dần dần bại lộ, một quân tử chân chính sao có thể cuồng nhiệt đối với lợi lộc công danh như vậy. Hắn khẳng định cũng không được tính. Trương Đại Quan Nhân thì tính mình là quân tử. Hắn vẫn tính là tự tin với bản thân mình làm người cũng được tính là quân tử. Rượu không say nhưng mỗi người đều tự say, trà không làm người say, nhưng không khí thì lại vậy, Hoàng Bộ Thành không ngờ cũng có cảm giác hơi say. Hoàng Bộ Thành cầm chén trà lên, nói, Trương Dương, chuyện cửa hàng tổng hợp Hồng Quang lần trước là tôi không ước thúc tốt những đơn vị truyền thông, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy, đối với anh, đối với ban quản lý Tân Hải đều tạo thành thương tổn và ảnh hưởng. Lúc này tôi xin biểu đạt sự xin lỗi chân thành với anh. Nhân tố quân tử trong cơ thể Trương Dương lập tức phát huy tác dụng, Hoàng Bộ Thành có thể giáp mặt nói đến nước này,
chứng minh người ta thực sự đã nhận thức được sâu sắc sai lầm của bản thân, nếu không với thân phận và địa vị bộ trưởng tuyên truyền của y, không thể chủ động cúi đầu trước mình. Trương Dương cười nói, Bộ trưởng Hoàng, sự kiện đó, nếu là hiểu lầm thì chúng ta đừng ai để trong lòng, tính tình của tôi chính là như vậy đó, rất mau quên những điều không vui, mọi người đều làm quan trên một mẫu ba phân đất này. Không ai nên có thù cách đêm với ai cả, sau này, chúng tôi còn phải nhờ Bộ trưởng Hoàng hỗ trợ. Hoàng Bộ Thành lập tức đóng gói tiền, không thành vấn đề, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ hỗ trợ đem hết toàn lực. Tưởng Hồng Cương mỉm cười, biểu hiện hiện tại của Hoàng Bộ Thành đủ để chứng minh y đã triệt để lạnh lòng với Hạng Thành, về sau mình trong chính đàn Bắc Cảng lại có thêm một minh hữu hữu lực rồi. Trương Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này chính là góc Thương Gia à? Hoàng Bộ Thành gật đầu, chính là góc Thương Gia đấy, có điều địa phương này trước mắt thuộc về Bắc Cảng, đi thêm về phía Bắc mới thuộc phạm vi quản hạt của Tân Hải. Tưởng Hồng Cương nói, núi Ngưu là đường ranh giới Nam Bắc của góc Thương Gia, hướng lên phía Bắc chính là Tân Hải, hướng về phía Nam chính là Bắc Cảng, thời gian trước tập đoàn sắt thép Thái Hồng chính là nhìn chúng địa phương này. Trương Dương nói, Bí thư Tưởng lúc ấy là ủng hộ tôi hay là ủng hộ Thái Hồng? Tưởng Hồng Cương cười nói, chuyện này tôi phải giữ bí mật, chuyện đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại. Thật ra hắn ủng hộ Trương Dương, nhưng lúc ấy Hoàng Bộ Thành ủng hộ Thái Hồng, Tưởng Hồng Cương cân nhắc vô cùng chu toàn, hắn không muốn Hoàng Bộ Thành khó xử, tất nhiên không muốn nhắc lại chuyện xưa. Biểu hiện của Hoàng Bộ Thành cũng rất thẳng thắn thành khẩn, y cũng không kiêng kỵ bàn về vấn đề này. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi vừa rồi đã đi dạo quanh vùng này, thường ngày tuy rằng đã tới góc Thương Gia nhiều lần, nhưng chưa từng phát hiện nơi này có cảnh sắc đẹp như vậy. Lúc ấy tôi bỏ phiếu cho Thái Hồng, tôi cho rằng Thái Hồng thiết lập phân nhà máy ở Bắc Cảng sẽ có tác dụng đẩy mạnh phát triển kinh tế Bắc Cảng, khiến giá trị tổng sản lượng công nghiệp Bắc Cảng trong khoảng thời gian ngắn sẽ nhảy lên một bậc thang mới. Nhưng hôm nay tôi mới ý thức được phát triển công nghiệp không thể dùng sự hy sinh hoàn cảnh làm giá. Nếu xây dựng nhà máy sắt thép ở góc Thương Gia, chắc chắn sẽ phá hoại hoàn cảnh nơi này. Trương Dương nói, Bộ trưởng Hoàng có từng đọc quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu của chúng tôi chưa? Hoàng Bộ Thành gật đầu, mấy ngày nay tôi rất nghiêm túc đọc quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, rất tốt, các anh trong quy hoạch ban đầu cũng đã cân nhắc tới bảo hộ hoàn cảnh góc Thương Gia trong hạn độ lớn nhất như thế nào, là để xây dựng dung nhập với tự nhiên chứ không phải thay đổi tự nhiên, trong điểm này không nghi ngờ gì nữa là đi trước thời đại. So với những lão già chúng tôi còn nhìn cao trông rộng hơn. Trương Dương cười nói, lại lòng vòng bắt đầu phủng sát tôi rồi. Hoàng Bộ Thành nói, không phải phủng sát, là nói thật lòng. Tưởng Hồng Cương nói, nhưng hiện tại thị lý vẫn chưa giao tất cả góc Thương Gia cho các anh. Trương Dương nói, đâu chỉ không xác định khu đất này cho chúng tôi, ngay cả ngân sách 200 triệu đã đáp ứng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Tưởng Hồng Cương cười nói, không phải anh đã hóa duyên được 500 triệu từ chỗ Tiêu Quốc Thành ư? Trương Dương nói, cũng không phải là không ràng buộc, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho người ta, Bí thư Tưởng, Bộ trưởng Hoàng, các anh vừa rồi đều đã nói sẽ ủng hộ công tác của tôi muốn nhờ các anh hai việc, có thể ở trên cuộc họp thường ủy đề xuất thảo luận một chút, một là bộ phận đất của góc Thương Gia vốn thuộc về Bắc Cảng có thể cắt cho chúng tôi hay không, hai là 200 triệu mà thị lý đã đáp ứng cấp cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu rốt cuộc lúc nào mới có thể tới tài khoản. Tưởng Hồng Cương nói, anh đó, thật sự là cho chúng tôi một nan đề, hai chuyện này đều không dễ làm, anh còn muốn chúng tôi cùng nhau đề xuất, anh cho rằng Bí thư Hạng sẽ phê chuẩn hết ư. Trương Dương cười nói, phê hay không là một chuyện, nhắc tới hay không lại là một chuyện khác. Báo cáo tôi đã làm xong rồi, làm phiền hai vị đại nhân giúp tôi trình lên. Trương đại quan nhân hôm nay là có chuẩn bị mà đến, hắn trước chuyện đã tính trước là đưa báo cáo cho bọn họ. Hoàng Bộ Thành nhìn. Tưởng Hồng Cương căn bản là không nhìn đã cất đi, nói, theo như tôi biết thì ngân sách của tỉnh Lý cũng chưa tới nơi. Trương Dương gật đầu chưa, gần đây tôi định tới tỉnh Lý một chuyến, mau chóng chứng thực chuyện này. Hoàng Bộ Thành nói, mấu chốt xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở chỗ tài chính có tới đúng hạn đúng chỗ không, chính sách thì có rồi, nhưng tài chính cũng không thể thiếu, chúng ta làm việc phải đi bằng hai chân, thiếu một thứ cũng không được. Tưởng Hồng Cương tràn đầy đồng cảm gật đầu, trong điểm này. Hiệu suất của thị lý quả thực hơi thấp, sự phát triển của Tân Hải liên quan tới lợi ích thiết thân của Bắc Cảng, cho dù ngân sách của cấp trên không tới thì chúng ta phải làm gương, sự nghiệp của chúng ta mà bản thân chúng ta không giúp thì chẳng lẽ còn chờ người khác giúp. Những lời này của Tưởng Hồng Cương không phải là chỉ để lấy lòng Trương Dương, cũng là biểu đạt sự bất mãn của hắn đối với lãnh đạo đương nhiệm, vị trí này quyết định,
mục tiêu của hắn đã tỏa định rõ ràng trên người hai người Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn. Hoàng Bộ Thành tuy rằng cũng có bất mãn đối với Hạng Thành, nhưng y không dám trắng trợn nói ra như Tưởng Hồng Cương, chỉ lộ ra nụ cười mơ hồ trên mặt. Trương Dương nói, cho nên mới nói, ngài nếu là bí thư thị ủy Bắc Cảng thì khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã sớm được xây dựng một cách hừng hực khí thế rồi, công tác của tôi cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tưởng Hồng Cương bật cười ha ha, Trương Dương à Trương Dương, cũng không thể nói lung tung như vậy được, nói như vậy nếu để cho người khác nghe thấy thì xong đấy, không biết sẽ còn nghĩ ra những gì. Thật ra trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, khát vọng của Tưởng Hồng Cương đối với chức bí thư thị ủy cũng không thèm che giấu. Tối hôm đó vẫn là Trương Dương cáo từ trước, Tưởng Hồng Cương và Hoàng Bộ Thành không hề lập tức rời đi, tối nay Tưởng Hồng Cương thoạt nhìn thì hưng chí bừng bừng, hắn rủ Hoàng Bộ Thành tới Vọng Hải Phong ngắm cảnh đêm Bắc Cảng. Gọi là Vọng Hải Phong, nhưng chính là một ngọn núi nhỏ của núi Ngưu, độ cao so với mặt biển chỉ hơn 200 thước, vào những lúc như thế này đứng ở đỉnh núi căn bản không nhìn thấy biển, chỉ có thể nhìn thấy đèn đuốc của Bắc Cảng. Người làm quan đa số đều thích đứng ở chỗ cao, điều mà bọn họ muốn cảm ngộ cây cao gió cả, mà là cảm giác đứng trên cao nhìn mọi thứ đều nhỏ, nhìn Bắc Cảng đèn đuốc huy hoàng ở phương xa, trong lòng Tưởng Hồng Cương sinh ra một loại cảm thụ ngơ ngứa. Đây là một loại cảm giác chờ mong khi vẫn chưa đạt tới mục đích, nếu hắn có thể thực sự chấp trường mảnh đất này, như vậy nội tâm của hắn sẽ thỏa mãn và tự hào như thế nào, còn người ta chỉ khi chờ mong điều gì đó trong tương lai thì đối với những thứ mình đang có mới không cảm thấy thỏa mãn. Chương 1731, lấy ra chút thành ý 2. Hoàng Bộ Thành không có dã tâm như Tưởng Hồng Cương, nhưng y cũng không hài lòng đối với tình trạng trước mắt của mình. Từ sau khi y biết mình chỉ là công cụ để Hạng Thành lợi dụng, gọi đến thì đến, bảo đi thì đi, Hoàng Bộ Thành liền cảm thấy rất bi ai, dần dần loại bi ai này hóa thành một cỗ oán khí, cho dù là lợi dụng thì cũng phải tồn tại giá trị tồn tại. Vấn đề lớn nhất của Hạng Thành là y căn bản không biết tôn trọng người khác, cỗ oán khí đó của Hoàng Bộ Thành đọng lại trong lòng, khiến y hình thành một suy nghĩ trả thù, Hạng Thành, anh nhất định sẽ phải trả giá đắt vì sự lạnh lùng của anh. Tưởng Hồng Cương nói, anh thấy thế nào? Câu hỏi bất ngờ khiến Hoàng Bộ Thành ngây ra đó, Tưởng Hồng Cương rất nhanh liền ý thức được mình quá đường đột, hắn cười cười bổ sung chuyện mà Trương Dương nói ấy. Hoàng Bộ Thành nói, thị lý là muốn mượn chuyện này để làm khó hắn, bằng không thì 200 triệu đã sớm tới nơi rồi. Tưởng Hồng Cương nhìn vầng trăng cô độc ở chân trời, có chút đăm chiêu nói, tài chính của Bắc Cảng mặc dù có khẩn trương, nhưng chỉ 200 triệu đối với chúng ta mà nói thì không tính là gì. Lúc trước thị lý sở dĩ đáp ứng 200 triệu cũng là bị tình thế bức bách, chúng ta trước sau tỏ thái độ, nếu thị lý không tỏ vẻ một chút thì cũng thật sự là khó ăn khó nói, hiện tại ngân sách của cấp trên chậm chạp không thể tới, liền cho thị lý một lý do để từ chối. Hoàng Bộ Thành nói, tôi nghe nói trước đó Trương Dương đã trước sau tìm tới thị trưởng cung và bí thư Hạng, kết quả vô công mà về, cho nên hắn mới nghĩ đến tìm Tiêu Quốc Thành để vay tiền. Tưởng Hồng Cương nói, đơn xin này chúng ta phải nhắc tới trên cuộc họp thường ủy, chẳng khác nào chủ động khơi mào mâu thuẫn. Hoàng Bộ Thành làm sao mà không rõ chuyện này, động cơ mà Trương Dương làm như vậy khẳng định không phải chỉ là vì đất và tiền, Hạng trang múa kiếm ý ở phái công, mục đích chân chính của hắn là khơi mào mâu thuẫn trận doanh của bọn họ và Hạng Thành. Nói cách khác, Trương Dương hy vọng làm phân liệt ban lãnh đạo Bắc Cảng, một nước cờ này của thằng ôn này đi rất âm hiểm. Tưởng Hồng Cương nói, trên đời này quả nhiên không có chuyện trả giá không công, bất kỳ chuyện gì cũng đều có giá của nó cả. Hoàng Bộ Thành nói, tôi bỗng nhiên phát hiện chính trị tất nhiên phải liên hệ với đấu tranh, chỉ lo thân mình căn bản chính là một loại hy vọng xa vời. Tưởng Hồng Cương lạnh lùng cười, Hoàng Bộ Thành khi nào chân chính làm được chỉ lo thân mình, thằng cha này năm đó đảm đương vai lính hầu của Hạng Thành, nếu không phải hắn kiệt lực phất cờ hò reo cho Hạng Thành, người khác sao lại nhắm chuẩn đại đao lên đầu y đầu tiên. Tưởng Hồng Cương nói, người từng học chủ nghĩa duy vật biện chứng đều hiểu rõ, trên đời này không có tồn tại tuyệt đối, hòa bình vốn chính là một đề tài hư vô mờ mịt, trong chính trị không tồn tại hòa bình, cái gọi là hòa bình chỉ là sự ngừng bắn ngắn ngủi giữa hai bên dưới điều kiện nào đó, mục đích là để hai bên nghỉ ngơi lấy lại sức, dụng ý chân chính là tích tụ lực lượng, nếu lực lượng của hai bên cân đối, như vậy loại hòa bình này có lẽ sẽ kéo dài một đoạn thời gian, nếu có một phương phát triển lớn mạnh, mà phương khác thì tụt lùi nghiêm trọng. Như vậy kết cục cuối cùng chính là một hồi chiến tranh. Hoàng Bộ Thành nhíu mày đăm chiêu. Tưởng Hồng Cương nói, giữa thượng vị giả và hạ vị giả chỉ có chiến tranh và thỏa hiệp, tuyệt không có hòa bình dưới điều kiện công bình, nếu anh kỳ vọng vào hòa bình, như vậy, kết cục của anh tất nhiên là bi thảm.
Hoàng Bộ Thành cười có chút miễn cưỡng, bí thư Tưởng, chúng ta sao đột nhiên đàm luận về chiến tranh vậy? Y tựa hồ đang uyển chuyển nhắc nhở Tưởng Hồng Cương đã đi lạc đề, nhưng trong lòng y cũng minh bạch, Tưởng Hồng Cương không lạc đề, Tưởng Hồng Cương đang tỏ rõ suy nghĩ của hắn. Hoàng Bộ Thành có lẽ có thể chờ, Tưởng Hồng Cương thì không thể chờ được nữa rồi, thời gian của Hạng Thành không còn nhiều, Hạng Thành nếu về hưu, Cung Hoàn Sơn không nghi ngờ gì nữa sẽ là nhân tuyển kế thừa số 1. Tuy rằng gần đây hắn vãn hồi được một phân số, nhưng trong cục diện chính trị của Bắc Cảng, hắn vẫn ở thế yếu. Cứ chờ đợi chẳng khác nào chủ động từ bỏ cơ hội cạnh tranh, đơn xin này của Trương Dương hôm nay không bài trừ mục đích thằng Ôn này có ý gây xích mích giữa bọn họ và Hạng Thành, nhưng Tưởng Hồng Cương cũng nhìn ra một đạo lý, với thế cục chính trị trước mắt của Bắc Cảng, hắn chỉ có đấu tranh thì mới có thể đạt được cơ hội, không tiến bộ trong đấu tranh, sẽ diệt vong trong đấu tranh, Tưởng Hồng Cương cũng phải dựng cao lá cờ chống lại Hạng Thành. Tưởng Hồng Cương nói, không ai thay đổi được đại thế ngày đêm thay đổi, nhưng anh không thể kết luận ngày mai là trời đầy mây hay là trời nắng, có ánh nắng tươi sáng như anh mong đợi hay không, hay là sẽ là mây đen vần vũ, may mắn là, trước khi bình minh đến chúng ta còn có quyền lựa chọn. Hoàng Bộ Thành cuối cùng cũng minh bạch, Tưởng Hồng Cương đã quyết định công khai đối kháng với Hạng Thành, bất kỳ ai cũng không muốn phải chiến đấu một mình, cho nên Tưởng Hồng Cương tìm tới mình, hắn muốn mình là minh hữu kiên cố nhất của hắn, nói trắng ra. Thằng cha này muốn lợi dụng mình, Hoàng Bộ Thành không hề có chút phản cảm đối với loại lợi dụng này của Tưởng Hồng Cương, lại cảm thấy một loại kích động khó hiểu, nhân sinh có thể có vài lần đọ sức. Đối với loại tuổi tác này của bọn họ mà nói, có lẽ đây đã là một lần huy hoàng cuối cùng của mình trong chính trị, thắng thì đáng mừng, bại cũng không hối hận. Hoàng Bộ Thành nói, thằng Ôn Trương Dương này rất tâm kế. Tưởng Hồng Cương mỉm cười nói, mỗi người đều có suy nghĩ của mình. Tọa sơn quan hổ đấu tất nhiên là một loại cảnh giới, nhưng đa số người là vì thực lực không đủ mà không thể gia nhập vào trong cuộc đấu tranh này. Bộ Thành, anh cho rằng tôi và Cung Hoàn Sơn, hy vọng của ai lớn hơn một chút. Vẻ mặt của Hoàng Bộ Thành có chút kinh ngạc, y không ngờ Tưởng Hồng Cương đã nói rõ chuyện này ra. Trước khi cửa hàng tổng hợp Hồng Quang phát sinh hỏa hoạn, Hoàng Bộ Thành vẫn kiên định đứng trong trận doanh của Hạng Thành, thân là thường ủy Bắc Cảng. Y đương nhiên sẽ không tự chủ được đặt Tưởng Hồng Cương và Cung Hoàn Sơn cùng một chỗ để so sánh, có vẻ kết quả là Tưởng Hồng Cương rõ ràng đang ở thế yếu. Hoàng Bộ Thành từng cho rằng Tưởng Hồng Cương chỉ là một nhân vật bị dẫn ra pháp trường, với sự khiêm tốn trầm thấp nhất quán của Tưởng Hồng Cương, căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào cho Cung Hoàn Sơn. Nhưng mà tất cả đều thay đổi sau khảo sát của tỉnh trưởng Chu Hưng Dân, mỗi người đều phát hiện, vị tỉnh trưởng tân nhiệm này không thích Hạng Thành, Tưởng Hồng Cương cũng bắt đầu dần dần lộ ra mũi nhọn. Hiện tại giữa Tưởng Hồng Cương và Trương Dương tựa hồ đã đạt thành một loại ăn ý, hai người muốn liên hợp làm khó dễ Hạng Thành, mình lớ ngớ thế nào lại gia nhập vào trong trận doanh của Tưởng Hồng Cương, mục đích chân chính mà Trương Dương tối nay đưa đơn xin là muốn khiến bọn họ tỏ thái độ, nếu bọn họ ngang nhiên đề xuất chuyện này trên cuộc họp thường ủy. Chẳng khác nào là ngang nhiên làm khó dễ Hạng Thành, mà ngăn cách giữa bọn họ khẳng định sẽ càng lúc càng sâu. Hoàng Bộ Thành nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định, bí thư Tưởng. Chuyện này hay là để tôi đề xuất đi. Trong mắt y Tưởng Hồng Cương từng giúp mình ít nhiều cũng phải tỏ rõ thành ý. Tưởng Hồng Cương lắc đầu, hắn mỉm cười, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với thái độ của Hoàng Bộ Thành, hắn không nhìn lầm, Hoàng Bộ Thành này ít nhất cũng hiểu được tri ân báo đáp. Tưởng Hồng Cương đưa ra một câu trả lời khiến Hoàng Bộ Thành rúng động, tôi không thích núp phía sau bằng hữu, nếu mưa gió tới, tôi cho dù không thể che gió chắn mưa cho bằng hữu thì tôi cũng sẽ sóng vai đi trong mưa gió với bằng hữu. Cô độc rất dễ khiến cho người ta đánh mất dũng khí, chỉ có ủng hộ lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau mới có dũng khí đi ra khỏi bóng tối. Bộ Thành, anh là một bằng hữu khiến tôi cảm thấy an tâm. Trương Đại Quan Nhân nằm trên cái bụng mềm mại của Thường Hải Tâm, cảm thụ được da thịt trơn nhẵn của cô ta, hô hấp của Thường Hải Tâm cuối cùng cũng dần dần bình phục. Cô ta ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Trương Dương, nói khẽ, nếu biết Hạng Thành sẽ cự tuyệt, vì sao còn bảo bọn họ đề xuất trên cuộc họp thường ủy. Trương Dương cười nói, trong thiên hạ không có chuyện trả giá không công, Tưởng Hồng Cương nếu đã muốn làm người hòa giải thì anh cũng nể mặt hắn rồi, hắn phải làm chút chuyện cho anh, lấy ra chút thành ý cho anh xem. Thường Hải Tâm nói, anh cho rằng bọn họ sẽ vì trả anh nhân tình mà đắc tội với Hạng Thành ư. Trương Dương nói, không phải vì trả nhân tình, những tên giảo hoạt trong quan trường này, nếu không phải liên quan tới lợi ích thiết thân của bọn họ sẽ không chịu xuất lực đâu. Đừng nói là anh. Cho dù là cha ruột của hắn thì hắn cũng chưa chắc đã chịu xuất lực. Thường Hải Tâm bật cười. Đầu Trương Đại Quan Nhân theo tiếng cười của cô ta mà nảy lên, Trương Đại Quan Nhân thay đổi chí rồi tiếp tục nói,
Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn thay nhau đi giày nhỏ cho anh nếu không chơi họ một chút thì trong lòng sao thoải mái được. Thường Hải Tâm nói, anh đó, chuyện của Tân Hải vẫn chưa đủ để anh bận à? Sao còn nhàn hạ thoải mái tới Bắc Cảng gõ kẻng? Trương Dương nói, Bắc Cảng căn bản không cần anh lo, Tưởng Hồng Cương này hiện tại phong mang càng lúc càng thịnh, hắn đối lập với Hạng Thành là chuyện sớm muộn, anh hiện tại chỉ là đốt lửa giúp hắn thôi. Chương 1732, lấy ra chút thành ý, 3. Thường Hải Tâm nói, chỉ sợ người ta đã nhìn thấu dụng tâm của anh, căn bản không cắn câu. Trương Dương cười nói, bọn họ khẳng định có thể nhìn thấu, có điều bọn họ hiện tại cũng là tên đã lên dây không thể không phát. Với thế cục hiện tại, bọn họ không đấu với Hạng Thành thì Hạng Thành cũng sẽ nghĩ biện pháp thanh trừ những trở ngại này. Thường Hải Tâm khó hiểu nói, Cung Hoàn Sơn có gì tốt? Vì sao Hạng Thành một lòng muốn đưa hắn thượng vị? Trương Dương nói, anh cũng không rõ lắm, dù sao Cung Hoàn Sơn đó cũng chỉ là cái đuôi, Hạng Thành bảo hắn đi đâu thì hắn đi đó. Làm lãnh đạo có ai mà không thích cấp dưới nghe lời? Tưởng Hồng Cương lúc ban đầu cũng rất nghe lời Hạng Thành, đáng tiếc bí thư Hạng không đái vào hồ lô của hắn. Cho nên hắn mới trở mặt với Hạng Thành, cuối cùng là quyết liệt, từ trên người những người này, anh học được không ít thứ. Thường Hải Tâm chỉ vào mũi Trương Dương, trăm ngàn lần đừng có học thói xấu của người ta. Trương Đại Quan Nhân cười nói, chỉ bằng vào bọn họ ư, đạo hạnh còn kém xa lắm. Khi thằng cha này nói chuyện, tay lại không thành thật. Thường Hải Tâm bị hắn vuốt ve cho hô hấp dồn dập, dùng sức kẹp chặt đùi lại, cản không cho bàn tay của hắn sờ mó lung tung. Dịu dàng nói, người ta không được. Đừng làm loạn, Trương Đại Quan Nhân cười xấu xa, đang chuẩn bị nhào người lên thì di động của hắn đổ chuông. Thường Hải Tâm vừa phối hợp dạng chân ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, không khỏi tràn ngập u oán chừng mắt lườm hắn một cái. Trương Đại Quan Nhân cười cười áy náy, mình sao quên tắt điện thoại nhỉ, hắn khoác áo ngủ, cầm điện thoại, nhìn dãy số này đến từ kinh thành. Trương Dương không dám chậm trễ. Mở cửa phòng đi ra sofa phòng khách rồi ngồi xuống, alo. Điện thoại là Kiều Trấn Lương gọi tới, Trương Dương, ngủ chưa? Trương Đại Quan Nhân nhìn đồng hồ báo thức trên tường. 11 giờ tối, hôm nay ngủ hơi sớm, 9 giờ đã ôm Thường Hải Tâm lên giường rồi, đã chơi xong hai hiệp rồi. Trương Dương cười nói, bác Kiều, giờ còn sớm mà, cháu mỗi ngày đều ngủ khuya lắm. Kiều Trấn Lương cảm thán nói, công tác đừng vất vả quá. Cậu tuy rằng trẻ tuổi nhưng cũng phải chú ý tới sức khỏe. Trương Đại Quan Nhân có chút hổ thẹn dạ một tiếng, xoay người nhìn lại. Liền thấy Thường Hải Tâm dùng một hoặc cực kỳ hoặc nằm trên giường. Bộ ngực sữa lộ ra, hai đùi đẹp đan nhau. Trương Đại Quan Nhân lại nổi lửa, nhà đầu kia dưới sự tưới tắm của mình cũng không ngừng sinh trưởng. Trương Dương nói, bác Kiều, chuyện của cô xong xuôi chưa? Kiều Trấn Lương nói, xong xuôi rồi, tất cả coi như đều thuận lợi, mấy ngày trước bận quá. Thủy Trung chưa nói tiếng cảm ơn với cậu, hôm nay cuối cùng cũng có được thời gian, chuyện này vất vả cho cậu rồi. Trương Dương nói, bác Kiều, bác nói những lời này thì chính là coi tôi như người ngoài, tôi luôn luôn coi chuyện của Kiều gia thành chuyện của mình mà. Kiều Trấn Lương mỉm cười một tiếng, tiếng cười của y mang theo vẻ buồn bã, xem ra y vẫn chưa thoát khỏi được ám ảnh của Mạnh Truyền Mỹ. Y nói khẽ tôi vẫn luôn không rõ, cô Mạnh của cậu vì sao muốn kiên trì tới Tây Sơn Tự. Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ trong lòng, ông không phải không rõ, phải là giả bộ hồ đồ, Trương Dương đương nhiên sẽ không khai ra đoạn cố sự đó của Mạnh Truyền Mỹ. Hắn thở dài, cô Mạnh cũng không nói gì cả, tôi cũng rất buồn bực, vì sao cô ấy phải tới Tây Sơn Tự, nếu có thể nhìn ra dấu hiệu tự sát của cô ấy sớm một chút, tôi tuyệt đối sẽ không đưa cô ấy tới. Bác Kiều, hiện tại nhớ tới chuyện này, trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy có chút áy náy, tôi trong chuyện này cũng có trách nhiệm nhất định. Kiều Trấn Lương nói, Trương Dương, chuyện này không liên can tới cậu, cậu chỉ hỗ trợ, một nhà chúng tôi đều rất cảm tạ cậu. Trương Dương nói, chờ thêm đoạn thời gian nữa tôi sẽ tới kinh thành tảo mộ cho cô Mạnh. Kiều Trấn Lương nói, cậu có nhớ hay không, cô Mạnh của cậu trước khi chết có hành động dị thường, lời nói bất thường gì không? Trương Dương minh bạch rồi, Kiều Trấn Lương tối nay gọi điện thoại tới, mục đích chân chính là để thử mình, trong lòng Kiều Trấn Lương ẩn sâu một bí mật, Mạnh Truyền Mỹ từng phản bội y. Kiều Mộng Viện căn bản không phải là con gái thân sinh của y, chuyện này bị Kiều Trấn Lương coi là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời, y sợ người ngoài biết. Một người trước khi chết, thường thường sẽ nói ra một số bí mật trong lòng, Kiều Trấn Lương lo lắng nhất chính là điểm này, y sợ vợ sẽ nói ra bí mật này. Mấy ngày nay,
tư tưởng sợ nội tình bại lộ liên tục tra tấn y, cho nên y cuối cùng không nhịn được chủ động gọi điện thoại cho Trương Dương. Trương Dương nói, không, cô ấy rất ít nói chuyện, cho dù là nói chuyện cũng chỉ nói với Mộng Việt, bác Kiều, sao vậy? Bác phát hiện ra chuyện gì ư? Kiều Trấn Lương nghe thấy Trương Dương nói một cách khẳng định như vậy thì lúc này mới thoáng yên lòng, y thở dài, không có gì, con người tôi bởi vì anh cái chết của cô manh cậu mà tinh thần rất căng thẳng, có cơ hội thì đến kinh thành chơi, hai chúng ta tâm sự. Những lời này đã coi Trương Dương là con cháu. Trương Dương nói, bác Kiều, chờ chuyện chỗ tôi xong xuôi, nhất định sẽ dành thời gian trôi qua tới kinh thành, đúng rồi, bác giúp tôi chuyển cáo với Bằng Cử và Mộng Việt, bảo bọn họ nhất định phải điều chỉnh tốt tâm tình. Sớm ngày thoát khỏi bi thương, nếu nguyện ý thì bảo họ tới chỗ tôi giải sầu. Kiều Trấn Lương nói, tình tự của chúng cũng ổn định rồi, tất cả đã tiếp nhận hiện thực, chờ 7 ngày đầu qua rồi hãng nói. Hai người lại hàn huyên vài câu rồi Kiều Trấn Lương gác máy. Trương Đại Quan Nhân đứng lên trở lại bên cạnh Thường Hải Tâm, thốc chăn trên người cô ta lên, theo một tiếng hô khẽ của Thường Hải Tâm, cảm thấy thằng cha này cực kỳ bá đạo xâm nhập mình, Thường Hải Tâm cắn cắn môi, mũi mấp máy kịch liệt, anh không biết thương hương tiếc ngọc chút nào cả. Trương Đại Quan Nhân làm một động tác mạnh, Thường Hải Tâm rên lên một tiếng, đùi đẹp giống như bạch tuộc quạp chặt lấy Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cười nói, thân thể của em đã bán đứng tư tưởng của em rồi. Người ta ở rất nhiều lúc không thể khống chế được tư tưởng của mình, tự nhiên sẽ theo biến hóa của thời gian và hoàn cảnh mà sinh ra biến hóa bất đồng, đổi thành một tháng trước kia, Hoàng Bộ Thành tuyệt đối sẽ không coi Tưởng Hồng Cương là bằng hữu của mình. Nhưng hiện tại đã xảy ra biến hóa rất lớn, nói chính xác thì Tưởng Hồng Cương bây giờ với không phải là bằng hữu của y, nhưng y có thể chiến vì Tưởng Hồng Cương, bọn họ nên được tính là chiến hữu. Người thúc đẩy những biến hóa này là Hạng Thành, chính hành vi lạnh lùng 3 lần 7 lượt của Hạng Thành khiến Hoàng Bộ Thành xảy ra biến hóa này. Tuy rằng hiện tại Hoàng Bộ Thành đối đãi với Hạng Thành vẫn cung kính như cũ, nhưng đây chỉ là ngoài mặt, sự tôn trọng của y trước đây đối với Hạng Thành đã không còn sót lại chút gì. Hạng Thành gần đây rất không vui, y ở trên vị trí bí thư thị ủy Bắc Cảng chỉ còn lại hơn 1 năm nữa, y rất muốn đi nốt đoạn đường sĩ đồ cuối cùng của mình một cách gió êm sóng lặng. Tỉnh trưởng Chu Hưng Dân lần này tới Tân Hải, triệt để đánh nát một tia hy vọng còn tồn tại trong lòng Hạng Thành. Đội ngũ lãnh đạo của Bình Hải đang phát triển theo hướng trẻ tuổi hóa, bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh, tỉnh trưởng Chu Hưng Dân, những người này cũng chưa đến 50, lại nhìn Trương Dương bên cạnh, thằng ôn này mới 27 tuổi đã lên làm bí thư thị ủy Tân Hải. Hạng Thành không thể không cảm thán mình già rồi, tuy rằng y vẫn còn có chút không phục, nhưng y biết, mình đã không còn quá nhiều tinh lực để dây dưa với những cán bộ trẻ trung khỏe mạnh này, có thể nói Hạng Thành chân chính bắt đầu có ý rút lui là từ sau khi Chu Hưng Dân tới khảo sát. Người nối nghiệp lý tưởng của Hạng Thành là Cung Hoàn Sơn, trước đây y vẫn cho rằng đây là chuyện không còn gì nghi ngờ, nhưng hiện tại y phát hiện nhân tố không xác định đang gia tăng, bên trong ban lãnh đạo thành phố Bắc Cảng tựa hồ trở nên không hài hòa như trước đây. Tuy rằng mỗi người đối đãi với y vẫn duy trì sự tôn trọng trước đây, nhưng Hạng Thành cảm thấy rõ ràng, có bắt đầu duy trì khoảng cách với y. Phó Bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương đã không che giấu được dã tâm của hắn, trên cuộc họp thường ủy dần dần lộ ra mũi nhọn. Hạng Thành đối với điều này không hề cảm thấy quá bất ngờ, dù sao trước khi Bí thư thị ủy tân nhiệm được xác định, Tưởng Hồng Cương vẫn làm ra một lần liều cuối cùng, không ai cam tâm ngồi chờ chết. Cho dù là chỉ có một hy vọng cũng phải cố gắng. Hạng Thành biết rõ hơn bất kỳ ai ưu việt của quyền lực, người ở Bắc Cảng nắm giữ quyền lên tiếng chỉ có y, những người còn lại chỉ là nhân vật phụ bên cạnh y. Hạng Thành trước đây thủy chung cho là như vậy, nhưng suy nghĩ này từ sau khi Trương Dương đến đã bắt đầu thay đổi, tên tiểu tử trẻ tuổi này không ngừng tranh đoạt quang sáng của nhân vật chính là y. Bắc Cảng hiện tại, người có danh tiếng nhất không phải là Hạng Thành y mà là Trương Dương. Hạng Thành tuy rằng không phải là một người thích làm náo động, nhưng y không muốn người khác gây nguy hiểm cho sự thống trị của y, Bắc Cảng, mảnh đất này đã dần dần thay đổi, người chung quanh y đang lặng lẽ thay đổi, loại thay đổi này khiến Hạng Thành cảm thấy sợ hãi, y không thể nói ra cụ thể vì sao lại sợ, nhưng y từ sâu trong lòng rất ghét loại thay đổi này. Chương 1733, lấy lùi làm tiến 1. Hạng Thành trong khoảng thời gian này cũng không nhập tâm, trên cuộc họp thường ủy, y sau khi nói xong thì trầm mặc. Các thường ủy thay nhau lên tiếng, Hạng Thành lại không nghe lọt lời nói của bất kỳ ai, trong dạng hội nghị này, thân là người chủ trì hội nghị y không ngờ lại phân tâm. Phó Bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương gọi một tiếng Bí thư Hạng, mới kéo suy nghĩ của Hạng Thành trở lại hiện trường, Hạng Thành lạnh lùng nói đến đâu rồi? Các thường ủy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc,
bí thư Hạng rõ ràng không nghe thấy những gì họ nói. Tưởng Hồng Cương cười nói, bí thư Hạng, tôi vẫn chưa bắt đầu nói mà. Hạng Thành cũng cười, y nhích về phía sau, mỉm cười nói, gần đây tinh thần không tốt lắm, đồng chí Hồng Cương, anh nói đi. Tưởng Hồng Cương nói, ngày hôm qua tôi vừa hay đi qua góc thương gia, dừng lại ở đó một chút. Từ sau khi chuyện xây nhà máy của Thái Hồng bị từ bỏ, góc thương gia đã trở thành đề tài kiêng kỵ của các thường ủy, tất cả mọi người đều biết, bởi vì Thái Hồng không xây dựng được phân nhà máy, Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn đều vô cùng căm tức. Chuyện lần trước không chỉ là vấn đề ai nhường cho ai, mà là một lần va chạm kịch liệt quyền sở hữu hành chính của Bắc Cảng và Tân Hải, kết quả hiển nhiên là bên Trương Dương giành thắng lợi. Hạng Thành gật đầu, tựa hồ cổ vũ Tưởng Hồng Cương nói tiếp. Tưởng Hồng Cương nói, trước đây Thái Hồng từng có ý xây dựng nhà máy sắt thép ở góc thương gia, về sau lại bởi vì điều kiện cụ thể hạn chế, cuối cùng không thể thực hiện được. Thị trưởng Cung Hoàn Sơn có chút không nhịn được, hắn mỉm cười một tiếng rồi nói, đồng chí Hồng Cương, không phải điều kiện hạn chế, là điều kiện không hợp, Thái Hồng kiên trì đòi khu đất đó của góc thương gia, nhưng phía Tân Hải kiên trì không cho, thậm chí ngay cả chúng ta đề xuất dùng đất gấp đôi để đổi lấy đất của góc thương gia bọn họ cũng không đồng ý. Tưởng Hồng Cương nói, tôi chính là muốn nói chuyện này đây, hiện tại Thái Hồng đã từ bỏ đầu tư, góc thương gia ở khu vực phía Nam cũng không có bất kỳ kế hoạch khai phá nào, gần đây phía Tân Hải đề xuất, muốn thị lý cắt đất này cho bọn họ, dùng cho khai phá xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Hắn đứng lên, cầm văn kiện đã chuẩn bị trong tay đưa cho thư ký hội trường, để hắn phân phát cho mỗi một thường ủy ở đây. Hạng Thành lật vài trang, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, mặt y sầm lại. Tưởng Hồng Cương chắc không phải là một người không có mắt, lúc này nói chuyện này ra, rốt cuộc là có mục đích gì. Hạng Thành không hề nóng lòng tỏ thái độ, sự trầm mặc của y đã biểu lộ một cách đầy đủ sự không vui của y. Cung Hoàn Sơn cũng đọc đơn xin đó, sau đó thì khinh thường ném sang một bên, tôi thật sự không hiểu, hắn nếu muốn khu đất đó của góc thương gia, vì sao không tự mình đưa báo cáo tới đây, mà phải thông qua phó bí thư Tưởng Anh vậy. Tưởng Hồng Cương đã sớm đoán trước Cung Hoàn Sơn sẽ hỏi như vậy. Hắn mỉm cười nói, Trương Dương gần đây có chút hiểu lầm đối với một số chính sách của thị lý. Cung Hoàn Sơn nói, hiểu lầm ư, hắn có thể có hiểu lầm gì, thị lý đối với hắn vẫn ủng hộ chưa đủ ư, đối với xây dựng Tân Hải vẫn chưa ủng hộ đủ ư. Trong mấy hạt huyện, chúng ta thiên vị Tân Hải nhất. Hắn hiển nhiên cho rằng lý do của Tưởng Hồng Cương là không vững. Tưởng Hồng Cương nói, đồng chí trẻ tuổi có những suy nghĩ lệch lạc là điều khó tránh khỏi. Hắn nói 200 triệu mà thị lý đã đáp ứng trước đó mãi vẫn chưa đến, cho nên sinh ra một số hiểu lầm với ban lãnh đạo chúng ta. Bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành tuy rằng Thủy Chung không nói gì, đến lúc này y cũng không khỏi thầm bội phục Tưởng Hồng Cương. Tưởng Hồng Cương chẳng những có mưu lược mà còn có dũng khí. So với Cung Hoàn Sơn, tâm cơ của Tưởng Hồng Cương hiển nhiên hơn hẳn một bậc. Trước tiên đề xuất chuyện góc thương gia, đổ chuyện lên trên người Trương Dương, rồi sau đó lại móc ra chuyện 200 triệu. Trương Dương trước giờ không thèm nể mặt thị lý, nói hắn sinh ra hiểu lầm với ban lãnh đạo cũng rất dễ lý giải. Những lời này của Tưởng Hồng Cương đã đưa mình vào vị trí tiến có thể công, lui có thể thủ, hắn có thể đứng ở góc độ của Trương Dương để trình bày tầm quan trọng của ủng hộ xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Nếu hướng gió không đúng, hắn sẽ lại đổ tất cả lên người Trương Dương, đơn xin này là ý của Trương Dương, hắn chỉ đảm đương nhân vật truyền lời. Cung Hoàn Sơn nói, hắn có ý kiến gì thì vì sao không ra mặt mà nói. Một cán bộ trẻ tuổi ngay cả chút lòng dạ này cũng không khó ư. Cung Hoàn Sơn gần đây rõ ràng đã biến thành nóng nảy, hắn hẳn là đã cảm thấy được nguy cơ đến từ chính Tưởng Hồng Cương, một đối thủ chưa bao giờ được hắn coi trọng, hiện tại lại có biểu hiện càng lúc càng sắc bén, điều này đối với Cung Hoàn Sơn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cung Hoàn Sơn tuy rằng là thị trưởng, nhưng cấp bậc của Tưởng Hồng Cương không dưới hắn. Hắn lúc này biểu hiện ra vẻ khí thế bức nhân chẳng những không khiến cho người ta cảm thấy cường thế, ngược lại khiến rất nhiều thường ủy cảm thấy Cung Hoàn Sơn đã rơi vào thế yếu. Cung Hoàn Sơn trong mắt đám lão thủ chính trị đã mất đi sự trấn định và thản nhiên ngày xưa, chỉ khi mọi người cảm thấy lợi ích thiết thân của mình bị uy hiếp mới có thể mất đi thái độ bình thường. Phó Bí Thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương biểu hiện ra vẻ hàm dưỡng rất tốt, hắn mỉm cười nói, đồng chí Cung Sơn, anh đừng nóng, cán bộ trẻ tuổi không phải đều là như vậy ư. Thật ra chúng ta không nên đổ tất cả trách nhiệm lên trên đầu bọn họ, giao lưu là chuyện của hai bên, người ta không muốn trao đổi với chúng ta, có lẽ làm cán bộ trẻ tuổi trong lòng có chút ngạo khí, có lẽ là vì những lão đồng chí chúng ta làm không tốt, xử lý trong một số phương diện nào đó không thỏa đáng, làm thương tổn tới sự nhiệt tình và lòng tin của người trẻ tuổi.
Cung Hoàn Sơn lúc này cũng ý thức được biểu hiện vừa rồi của mình có chút quá khích, ở trước mặt nhiều thường ủy như vậy, hắn liên tiếp đặt câu hỏi đối với Tưởng Hồng Cương là có chút không đủ lễ phép. Bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành lúc này cũng lên tiếng, ai cũng đều có khuyết điểm, trên người ai cũng đều có ưu điểm, chúng ta không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm để nhìn vấn đề, theo sự phát triển của thời đại, tiêu chuẩn cân nhắc cán bộ cũng sẽ không ngừng phát sinh biến hóa, trước đây tôi cũng không quen nhìn những cách làm của cán bộ trẻ tuổi, nhưng sự thật chứng minh, những thứ tôi không quen nhìn cũng chưa chắc đều là sai lầm, có câu nói thế này, tồn tại tức là có tính hợp lý, tôi cảm thấy chúng ta cũng không nên dùng tiêu chuẩn bất biến để nhìn vấn đề. Bằng không sớm muộn gì cũng sẽ không theo kịp thời đại này. Những lời này của Hoàng Bộ Thành nói ít nhiều có chút không đúng chủ đề, nhưng rất nhiều người đều nghe ra, những lời này của Hoàng Bộ Thành là nhắm vào Cung Hoàn Sơn. Trên mặt Cung Hoàn Sơn có chút mê hoặc, Hoàng Bộ Thành làm cái gì vậy? Sao lại giúp Tưởng Hồng Cương? Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trần Cương cũng nói, đồng chí Bộ Thành có câu nói rất đúng, những người như chúng ta có tiêu chuẩn nhìn chuyện khác với người trẻ tuổi, ai đúng ai sai cũng khó mà nói lắm. Chẳng nói trong công tác, chỉ nói trong gia đình chúng ta, tôi đối với rất nhiều cách làm của bọn nhỏ cũng không hiểu, nhưng chưa chắc đã đại biểu cách làm của chúng là sai, thời đại đang biến hóa, tư tưởng của con người cũng đang không ngừng biến hóa, nếu không thì sao lại lưu hành câu nói khác biệt thời đại. Tôi thấy trong thể chế cũng tồn tại rất nhiều sự khác nhau. Lần này chẳng những Cung Hoàn Sơn hồ đồ, ngay cả Hoàng Bộ Thành cũng hồ đồ rồi, những lời này của Trần Cương rốt cuộc là đang nói đỡ mình hay là nói móc mình. Thằng Ôn này từ khi nào đã đổi trận doanh rồi? Trần Cương rất giảo hoạt, hắn chỉ muốn mượn lời nói của Hoàng Bộ Thành để biểu đạt một chút cảm tưởng, về phần vấn đề trung tâm thì hắn không chạm vào. Bí thư thị ủy Hạng Thành lúc này đột nhiên bật cười, y cầm chén trà lên uống một ngụm, sau đó lắc đầu, tôi nói này, đám người các anh không còn chính sự gì để nói à? Trò chuyện thì trò chuyện, sao lại nhắc tới vấn đề khác thời đại? Hiện tại đang mở cuộc họp thường ủy, không phải là nói việc nhà. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian quý giá của mọi người. Y đặt cốc xuống, ánh mắt lướt qua bản báo cáo, thằng Ôn Trương Dương này vẫn không cam lòng, vừa muốn đòi tiền lại vừa muốn đòi đất, thật sự là lòng tham không đáy. Khi lời này, trên mặt Hạng Thành không hề tức giận, mặc dù trong lòng y rất khó chịu, nhưng y biết hiện tại tuyệt đối không thể biểu hiện ra bất kỳ vẻ khó chịu nào, Trương Dương nếu thật sự muốn đòi tiền thì vì sao không trực tiếp đến tìm mình. Cung Hoàn Sơn cũng hỏi câu này, đây là chỗ mấu chốt của vấn đề. Đổi thành bất kỳ ai cũng đều sẽ cân nhắc đến chuyện này, với trí tuệ của Tưởng Hồng Cương cũng không thể không cân nhắc tới điểm này, ở trước mặt mọi người đề xuất chuyện này, tính khả năng lớn nhất sẽ là mình bị đâm cho mặt mũi bầm dập, rõ ràng đã đoán trước được kết quả như vậy, vẫn khăng khăng làm như vậy, đó chính là sức mưu, đó chính là Tưởng Hồng Cương anh muốn lợi dụng chuyện này để châm ngòi sự tức giận của tôi, Tưởng Hồng Cương à Tưởng Hồng Cương, anh nóng lòng như vậy ư, anh cho rằng tôi không nhìn ra mục đích của anh ư. Hiện tại đã muốn phất cờ chống đối tôi rồi ư, lòng dạ của tôi thì rộng hơn anh nghĩ nhiều lắm. Chương 1734, lấy lùi làm tiến 2. Hạng Thành khi nói câu lòng tham không đáy này, anh tuyệt đối không tìm thấy bất kỳ vẻ căm hận nào trên mặt y. Tưởng Hồng Cương nhận được một dấu hiệu nào đó từ trên mặt Hạng Thành, hắn cũng bật cười, bí thư Hạng nói đúng, còn không phải ư, thằng Ôn này thật sự là lòng tham không đáy, tôi cũng đã nói với hắn rồi. Trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy, không thể có cả cá và tay gấu. Hạng Thành nói, hắn tuy rằng rất tham, nhưng hắn dù sao vẫn xuất phát từ lợi ích của Tân Hải, từ điểm này mà nói, điểm xuất phát của hắn là tốt. Hồng Cương có câu nói rất đúng, đối với mấy vấn đề này chúng ta nhất định phải chú ý phương thức xử lý. Nếu xử lý không ổn, rất dễ làm tổn hại tới lòng nhiệt tình công tác của cán bộ trẻ tuổi. Thật ra trước đó Trương Dương đã tới tìm tôi, lúc ấy chưa nói chuyện của khu đất góc thương gia đó. Chủ yếu là đòi tiền, 200 triệu mà thị lý đã đáp ứng cho hắn, chúng ta đã nói là làm. Tất cả thường ủy đều kinh ngạc nhìn Hạng Thành, không ai dự đoán được Hạng Thành sau khi nghe nói chuyện này lại tâm bình khí hòa như vậy, chẳng lẽ hôm nay thực sự sẽ phát sinh chuyện có cả cá và tay gấu ư? Nếu thật sự là vậy Trương Dương này quả thật là tốt số. Hạng Thành nói, tình huống tài chính của thị lý năm nay cũng không tốt, thoáng cái bỏ ra 200 triệu đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc ấy tôi đã nói rõ với hắn rồi, không ngờ hắn vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy, lại tìm tới chỗ Hồng Cương. Tưởng Hồng Cương cười nói, thằng Ôn này quả thực không có kiên nhẫn, bí thư Hạng so với tôi thì hiểu hắn hơn nhiều. Hạng Thành nói, Hoàn Sơn à, khu bảo lưu thuế nhập khẩu là công trình trọng điểm của Bắc Cảng chúng ta, chỗ tiền này mau mau phát cho họ đi,
tránh để thằng Ôn này cả ngày ghi nhớ, khiến cho chúng ta cứ như là nợ tiền hắn vậy. Sắc mặt Cung Hoàn Sơn rất khó coi, vẫn cố gắng dạ một tiếng. Hạng Thành lại nói, về phần khu đất đó của góc thương gia, đã sớm định cắt cho họ rồi, nếu Thái Hồng đã hủy bỏ kế hoạch xây nhà máy, không thể để khu đất đó để không dùng được, hắn đã có tinh lực để giày vò như vậy thì để mặc hắn giày vò đi. Hạng Thành không hề nổi giận, cũng không phủ quyết đơn xin này, nằm ngoài dự kiến của mọi người, y rất dễ dàng đồng ý cắt đất của góc thương gia cho Tân Hải. Hạng Thành rất bình thản hoàn thành cuộc họp thường ủy này, mặc dù trong lòng y không hề bình hòa. Rất nhiều người trong lòng đều không bình tĩnh như Hạng Thành, nếu chọn lựa một người không bình tĩnh nhất thì nhất định là Cung Hoàn Sơn. Cung Hoàn Sơn bởi vì đơn xin của Trương Dương mà phẫn nộ, bởi vì Tưởng Hồng Cương lên tiếng mà khẩn trương, bởi vì thái độ của Hạng Thành mà sợ hãi. Hắn bắt đầu ý thức được tiền đồ của mình không phải là một con đường bằng phẳng, mắt thấy bậc thang mà mình sắp bước lên tựa hồ xuất hiện biến số. Hạng Thành biết Cung Hoàn Sơn sẽ tìm đến mình, sau khi trở lại văn phòng thì y liền phân phó thư ký đi pha trà, đợi Cung Hoàn Sơn đến. Sau khi hội nghị kết thúc gần một giờ thì Cung Hoàn Sơn mới khoan thai đi đến, cái này so với thời gian mà Hạng Thành suy đoán thì chậm hơn một chút, đây không phải là vì Cung Hoàn Sơn trầm ổn, mà là hắn cần một đoạn thời gian để tiêu hóa nội dung trên hội nghị, hắn cần hiểu rõ nên làm gì bây giờ. Cần cẩn thận phỏng đoán dụng ý của Tưởng Hồng Cương, cần nghĩ ra cách ứng đối. Hạng Thành mỉm cười nói, Hoàn Sơn tới rồi à, y đối với Cung Hoàn Sơn trước giờ luôn rất tốt, y cũng không che giấu ý định đưa Cung Hoàn Sơn thượng vị của mình, Hạng Thành có ý niệm trong đầu như vậy là rất bình thường, bất kỳ lãnh đạo nào cũng đều hy vọng một cấp dưới nghe lời tiếp nhiệm mình. Thời gian một giờ đủ để Cung Hoàn Sơn bình phục tình tự nội tâm, nếu nói trước đây y tràn đầy lòng tin với việc sẽ kế nhiệm chức bí thư thị ủy Bắc Cảng, thì hiện tại lòng tin của y đã suy giảm mạnh, Hạng Thành tuy rằng là bí thư thị ủy Bắc Cảng. Nhưng quyền lực của y vẫn chưa lớn tới mức có thể chỉ định người kế nhiệm, đương nhiên nếu Hạng Thành chịu ra mặt để thuyết phục Tiết lão cho mình, đó lại là chuyện khác, nhưng sau khi liên tiếp trải qua các sự kiện, Cung Hoàn Sơn phát hiện sức ảnh hưởng của Hạng Thành đang không ngừng yếu đi. Không chỉ là bên trong ban lãnh đạo Bắc Cảng, cũng biểu hiện cả ở phía Tiết lão, ít nhất hắn biết Tiết lão đối đãi với Trương Dương không kém gì với Hạng Thành. Cung Hoàn Sơn cười gật đầu, Hạng Thành chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh. Cung Hoàn Sơn và Hạng Thành cùng nhau đi vào. Hai người tới bàn trà đặt ở cửa sổ phòng nghỉ. Hạng Thành nói, ngồi đi. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Cung Hoàn Sơn rất quen thuộc cầm ấm trà lên, rót cho Hạng Thành. Hạng Thành cầm chén trà, nhấp một ngụm, thời gian chờ đợi quá, trà pha hơi đặc. Hạng Thành hơi nhíu mày. Cung Hoàn Sơn uống hết ngụm trà trên bàn. Hắn nói khẽ, hơi đắng. Hạng Thành mỉm cười, ý vị thâm trường nói, là nói trà hay là nói tâm tình. Cung Hoàn Sơn cũng bật cười, biết hắn không qua được mắt Hạng Thành. Hai người trong hợp tác trường kỳ đã hình thành sự ăn ý mà người khác không bằng được, Cung Hoàn Sơn chưa bao giờ nghi ngờ sự ủng hộ của Hạng Thành đối với mình, nhưng hắn vẫn không hiểu biểu hiện của Hạng Thành hôm nay trên cuộc họp thường ủy. Đối mặt với sự gây khó dễ của Tưởng Hồng Cương, đối mặt với sự châm ngòi thổi gió của Hoàng Bộ Thành và Trần Cương, Hạng Thành không ngờ không phản kháng chút nào, vị bí thư Hạng này trong đầu rốt cuộc đang chơi trò gì. Cung Hoàn Sơn nói, trà này phù hợp với tâm tình của tôi hiện tại. Hạng Thành nói, đổi đi. Cung Hoàn Sơn lắc đầu, lại uống một chén, nói khẽ thật sự phải phát 200 triệu ư. Hạng Thành nói, anh có phải là rất không hiểu, tôi vì sao đồng ý với đơn xin đó của Trương Dương phải không? Cung Hoàn Sơn nói, thật ra 200 triệu đó sớm muộn gì cũng phải cấp cho Tân Hải, về phần khu đất đó của góc thương gia, ai khai phá mà trả vậy. Khu bảo lưu thuế nhập khẩu tuy rằng xây ở Tân Hải, nhưng Tân Hải cũng là một bộ phận không thể phân cách của Bắc Cảng, ánh mắt của tôi không hẹp như vậy. Hạng Thành cười nói, vậy trong lòng anh sao mà đắng? Cung Hoàn Sơn biết Hạng Thành là biết rõ còn cố hỏi, so với đơn xin của Trương Dương, thái độ của Tưởng Hồng Cương mới là một vấn đề lớn. Cung Hoàn Sơn lo lắng Tưởng Hồng Cương sẽ gây nguy hiểm cho tiền đồ của mình, hiện tại Tưởng Hồng Cương đột nhiên trở nên phách lối. Hơn nữa kéo bè kết phái. Nghiễm nhiên tự lập bên trong ban lãnh đạo Bắc Cảng, rất có ý tứ chuẩn bị gõ nhịp với Hạng Thành không thể không nhìn ra. Cung Hoàn Sơn nói, tôi đột nhiên cảm thấy không biết Bắc Cảng tương lai sẽ đi về đâu. Hạng Thành nói, tương lai của Bắc Cảng tất cả phải trông vào các anh làm như thế nào. Tôi còn có một năm thời gian nữa thôi, sau khi về hưu. Tôi sẽ triệt để rút lui. Cung Hoàn Sơn nói, bí thư Hạng, ngài sao lại có suy nghĩ như vậy? Ngài vẫn còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa cho đảng của chúng ta mà. Hạng Thành cười nói, không.
không có tôi thì trái đất vẫn quay, những ngày trước gặp được bí thư Cố, tôi đã sinh ra ý nghĩ như vậy, cán bộ lớn như bí thư Cố còn nói lui là lui, đây mới là cầm lên được thì buông xuống được, nếu đã đến lúc, mà vẫn tiếp tục ở lại chiếm vị, như vậy chế độ về hưu của quốc gia chúng ta còn được đặt ra để làm gì? Người trẻ tuổi có cơ hội ư? Cung Hoàn Sơn nói, kinh nghiệm của lão đồng chí là một món tài phú quý giá. Kinh nghiệm có tốt đến mấy cũng thuộc về quá khứ, chỉ là tổng kết đối với thành tích trong quá khứ trên một loại trình độ nào đó, trong tương lai có rất nhiều thay đổi, chỉ bằng vào kinh nghiệm thì không thể phán đoán được tương lai sẽ phát triển như thế nào, tương lai thuộc về các anh, thuộc về thế hệ trẻ trung khỏe mạnh, mà tôi thì đã già rồi. Những lời này của Hạng Thành khiến Cung Hoàn Sơn cảm thấy chán nản, nếu Hạng Thành đã mất ý chí chiến đấu, như vậy người chịu tổn thất lớn nhất sẽ là hắn, lòng tin của Cung Hoàn Sơn đang bị mất đi từng chút một. Chính vì vậy, hắn cảm thấy áp lực đến từ trên người Tưởng Hồng Cương càng lúc càng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đêm dài lắm mộng, mình trong cạnh tranh với Tưởng Hồng Cương thực sự không có phần thắng. Hạng Thành chuyển đề tài, cán bộ quốc gia như chúng ta đầu tiên phải nhớ kỹ, làm chuyện gì cũng phải đặt chuyện công lên đầu tiên, khi làm việc công, không thể để ân oán cá nhân chi phối, ý nghĩ cá nhân trong lòng chiếm cứ sự chủ động thì như vậy hành vi của hắn sẽ bất giác lệch lạc. Cung Hoàn Sơn trong nhất thời không minh bạch ý tứ của những lời này của Hạng Thành, có chút mê man nhìn Hạng Thành, hắn không biết những lời này của Hạng Thành là đang giáo dục mình hay là đang nói đến ai khác. Chương 1735, lấy lùi làm tiến 3. Hạng Thành nói, người ta ở trước mặt quyền lực rất dễ đánh mất mình, từ nhún nhường mà trở nên phách lối, từ ẩn nhẫn biến thành bừa bãi, vì quyền lực, có bao nhiêu người không tiếc giá đắt, phóng tay đánh cuộc. Nhưng trên đời này bất kỳ chuyện gì cũng đều có giá của nó, trước khi đưa ra quyết định thì phải cân nhắc đến hậu quả, đồng dạng, mỗi người cũng phải bảo vệ cho điểm mấu chốt của mình, nếu người khác xâm phạm đến điểm mấu chốt này, anh không cần nhường nhịn, nhịn nữa thì người khác sẽ không cho rằng hàm dưỡng của anh cao. Mà càng tưởng hắn hay, bước tiếp theo của hắn khẳng định là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ánh mắt Cung Hoàn Sơn sáng ngời, sự chỉ của Hạng Thành đã khá rõ ràng, những lời này cũng nói một cách 10 phần. Nhưng ngẫm lại biểu hiện của y hôm nay trên cuộc họp thường ủy, Cung Hoàn Sơn có chút nghĩ không ra, rốt cuộc câu nào của bí thư Hạng mới là phát ra từ nội tâm. Cung Hoàn Sơn không dám tùy tiện nói tiếp, trước khi chưa hiểu rõ được dụng ý chân chính của Hạng Thành hắn cũng không tiện lên tiếng. Hạng Thành nói, Hoàn Sơn, anh làm người khiêm tốn, cơ sở quần chúng rất tốt. Cung Hoàn Sơn khiêm tốn nói, tôi nhớ rõ bí thư Hạng đã từng nói, vốn của chúng ta là đến từ chính người dân bình thường. Không thể bởi vì có chức có quyền mà quên bổn phận của mình. Lời nói lấy lòng của Cung Hoàn Sơn không hề dẫn tới bất kỳ sự cộng hưởng nào của Hạng Thành. Hạng Thành giống như không nghe thấy những lời này của hắn, vẫn tiếp tục nói cơ sở quần chúng tất nhiên là một nhân tố quan trọng, nhưng cũng không phải là toàn bộ cơ sở chính trị. Ở trong quan trường muốn tiến một bước về phía trước thì phải có được sự công nhận của lãnh đạo, sự công nhận của đồng sự, một cán bộ khiêm tốn, có lẽ có thể tạo cho người ta ấn tượng thân dân. Nhưng nếu không nắm chắc được mức độ thì ngược lại sẽ lưu lại cho người ta ấn tượng yếu đuối vô năng. Cho nên làm quan phải biết nhìn thời tiết. Hạng Thành tạm dừng một chút, uống một ngụm trà, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, khi nào trời quan, khi nào trời u ám, khi nào mưa tầm tã, khi nào mưa phùn, khi nào sấm đánh, khi nào tuyết rơi, kỳ thực sắc mặt của con người còn đa dạng hơn nhiều so với sắc trời. Cung Hoàn Sơn cung kính lắng nghe mỗi một câu nói của Hạng Thành. Hắn tuy rằng minh bạch những đạo lý này, nhưng hắn cũng tự hiểu lấy mình, tu vi chính trị của mình vẫn chưa đủ, Hạng Thành so với mình thì già dặn hơn nhiều, những lời nhắc nhở này của Hạng Thành với hắn mà nói đều là tài phú vô cùng quý giá. Cung Hoàn Sơn muốn hỏi, khi nào thì trời quang, khi nào thì nổi giông tố, gần đây tình thế khó bề phân biệt, khiến cho hắn có chút do dự. Hạng Thành đã sớm nhìn ra sự do dự của Cung Hoàn Sơn, y uống hết chén trà rồi đặt trên bàn. Cung Hoàn Sơn vội vàng rót cho hắn chén mới, trước mặt Hạng Thành, Cung Hoàn Sơn rõ ràng là đang dùng lễ đệ tử. Hạng Thành vô cùng hưởng thụ sự cung kính của Cung Hoàn Sơn đối với mình, tuy rằng hắn biết người ta nếu địa vị biến hóa thì tâm tính cũng sẽ phát sinh biến hóa, nhưng đặt Cung Hoàn Sơn và Tưởng Hồng Cương cùng một chỗ, y vẫn nguyện ý lựa chọn người trước. Hạng Thành nói, Hoàn Sơn, có câu châm ngôn rất đúng, không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì chính là gió tây áp đảo gió đông. Gần đây phong đầu của đồng chí Hồng Cương không tồi. Hạng Thành đã nói triệt để rõ ràng rồi. Nghe đến đây trong lòng Cung Hoàn đau đớn sơn giống như bị kim châm, hiện tại Tưởng Hồng Cương đối với hắn mà nói thì như nghẹn trong họng, không phun ra được thì không vui, hắn chẳng những nhổ ra khối dị vật này, hơn nữa còn phải dẫm đạp nó, nghiền nát nó.
Cung Hoàn Sơn nói, bí thư Hạng, tôi vốn không muốn làm tổn thương hòa khí. Hạng Thành nói, chỉ có hòa khí phát tài, không có đạo lý hòa khí thăng quan. Cung Hoàn Sơn gật đầu nói, tôi biết nên làm như thế nào. Hạng Thành uống ngụm trà, cảm giác hương vị của trà đã nhạt đi nhiều, y lưu ý thấy trong ánh mắt của Cung Hoàn Sơn có rất nhiều nhân tố cửu hận, y biết Cung Hoàn Sơn khẳng định không phải là nhằm vào mình, hiện giờ Cung Hoàn Sơn có thể nói là không thể nhìn Tưởng Hồng Cương được nữa. Ánh mắt của Hạng Thành lại hướng ra ngoài cửa sổ, mặt trời mọc mặt trời lặn, mỗi ngày đều sẽ như vậy, sự huy hoàng của nhân sinh chỉ có thể có một lần, không thể lặp lại như mặt trời mọc mặt trời lặn, mặt trời vẫn sẽ nhô lên trên bầu trời Bắc Cảng. Nhưng người đứng ở chỗ cao nhất để hưởng thụ ánh mặt trời thì khẳng định sẽ không phải là mình, từ tình trạng trước mắt cho thấy, Cung Hoàn Sơn chưa chắc đã là đối thủ của Tưởng Hồng Cương, hai người cuối cùng là ai thắng thì phải xem ai độc hơn, ai quyết đoán hơn. Đơn xin là Tưởng Hồng Cương đệ lên, nhưng người đầu tiên thông chi tin tức tốt cho người lại là Trần Cương, trong chuyện này Trần Cương không hề ra bao nhiêu sức, nhưng y sẽ không bỏ qua cơ hội để lấy lòng Trương Dương, nghĩ thấy nhược điểm của hai huynh đệ mình đều bị Trương Dương nắm trong tay. Trần Cương đối với loại hành vi a dua này của mình cảm thấy rất đương nhiên, y cho rằng mình như vậy là tình thế bức bách, là bất đắc dĩ, có câu, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nam tử Hán đại trượng phu có được duỗi được. Dưới tình thế trước mắt tạm thời cúi đầu chưa chắc đã là chuyện gì xấu. Người bắt đầu nảy sinh thoái ý như Hạng Thành trong chính đàn Bắc Cảng không chỉ có một, Trần Cương từ sau khi bị Trương Dương bắt cho phải hiện hình, liền có nhanh chóng có ý định lui ra. Hơn nữa y rời khỏi khẳng định so với Hạng Thành còn kiên quyết triệt để hơn, nhưng hiện tại thời cơ chưa tới, thừa dịp mình còn có chút giá trị lợi dụng đối với Trương Dương, phải tích cực chuẩn bị, một khi thời cơ chín muồi, lập tức sẽ công thành lui thân. Kinh nghiệm tòng chính nhiều năm nói với Trần Cương, càng vào những lúc như thế này, càng không thể biểu hiện ra xa rời Trương Dương, chỉ có dựa vào càng gần thì mới có thể khiến hắn buông lỏng cảnh giác đối với mình, cũng chỉ có như vậy mới có thể tìm được cơ hội tốt. Khi Trương Dương trình đơn xin, vốn không hy vọng Hạng Thành sẽ đồng ý thống thống khoái khoái, nhưng thái độ lần này của Hạng Thành cũng có chút nằm ngoài ý liệu của hắn, Trương Dương rất nhanh liền nghĩ thông đạo lý này, Hạng Thành có lẽ là nghĩ thông rồi, xu thế đi lên của mình không ai có thể ngăn được, sự phát triển của Tân Hải cũng vậy, nếu không ngăn được, đơn giản là chẳng quan tâm tới mình nữa. Tình cảnh hiện tại của Hạng Thành rất bất diệu, cho dù ở bên trong ban lãnh đạo Bắc Cảng cũng sinh ra những nốt nhạc không hài hòa. Tinh lực chủ yếu của y nên đặt ở bên trong Bắc Cảng, chứ không phải là tiếp tục dây dưa với Trương Dương. Khi Trương Dương nhận được điện thoại của Trần Cương, đang đi trên bãi đá gội của Vịnh Thất Thải Bạch Đảo, Tiêu Mân Hồng mặc váy dài màu xám, khoác áo choàng màu trắng đi bên phải hắn, gió biển thổi qua làm tung bay mái tóc của ta, đồng thời cũng khiến mùi thơm thân thể của cô ta phả vào trong mũi Trương Đại Quan Nhân, mùi thơm của cơ thể nữ nhân còn khiến lòng người say đắm hơn cả mùi hoa. Trương Đại Quan Nhân lần này tới Bạch Đảo là để tái khám cho Tiêu Quốc Thành, từ lúc hắn từ Kinh Sơn trở về, vẫn luôn muốn tới đây, muốn trò chuyện với Tiêu Quốc Thành, không biết vì sao, hắn luôn liên hệ Tiêu Quốc Thành và Tiêu Minh Hiên lại với nhau. Trương Đại Quan Nhân thử tìm một số đáp án từ trên người Tiêu Quốc Thành, trong khoảng thời gian này, hắn thông qua đủ loại quan hệ để điều tra tư liệu về Tiêu Quốc Thành, nhưng vẫn không có kết quả gì. Chuyện càng thần bí thì càng kích khởi hứng thú của Trương Đại Quan Nhân, Trương Dương theo tuổi tác lớn dần. Quan chức cao lên, nhưng lòng hiếu kỳ lại không bớt đi chút nào. Tiêu Mân Hồng bị gió biển thổi cho phải nheo mắt lại, thần thái như vậy khiến cô ta càng gợi cảm hơn, cô ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối, nhìn mặt biển bồng bềnh ở phương xa, nói khẽ, hôm nay gió to quá. Trương Dương nói, chúng ta hay là nhanh tới gặp Tiêu Tiên Sinh đi, sau khi tái khám cho hắn tôi còn phải về sớm. Tiêu Mân Hồng cười nói, ăn cơm chiều rồi hẵng đi, tôi phái du thuyền đưa anh về. Trương Dương nói, chiếc du thuyền đó của các cô bắt mắt lắm, để người khác nhìn thấy còn không biết sẽ nói gì về tôi. Tiêu Mân Hồng nói, anh không phải không sợ người khác nói về anh ư. Trương Dương nói, bao bảo, khen thì tôi không ngại, nhưng mắng nhiều thì tôi phiền lắm. Tiêu Mân Hồng cười nói, cũng đúng thôi, không ai thích bị người khác mắng cả. Tiêu Quốc Thành hôm nay vẫn đang ở quan để số 1 chờ Trương Dương, một đoạn thời gian không gặp, tinh thần của Tiêu Quốc Thành đã khôi phục rất nhiều. Sự trị liệu của Trương Dư Cổ đã giúp y rất nhiều, từ sau lần đó, cổ độc trong thân thể của y đã không còn tái phát. Tiêu Mân Hồng đưa Trương Dương tới trước mặt Tiêu Quốc Thành, cô ta cười nói với Trương Dương, các anh tán gẫu nhé, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Trương Dương nói, thôi, tôi tái khám cho Tiêu Tiên Sinh rồi sẽ đi. Tiêu Quốc Thành cười nói, sao? Sợ tôi giúp anh đòi tiền à, sao mà vội đi thế?
Nghe thấy Tiêu Quốc Thành nói như vậy, Trương đại quan nhân không khỏi bật cười, Tiêu tiên sinh, ngài nói như vậy thì tôi không đi nữa, tối nay ăn gì? Tiêu Quốc Thành nói, chủ nghệ của Mạch Kỳ Nhi không tồi, chúng ta nếm thử bữa tối tự tay cô ta làm đi. Trương đại quan nhân gật đầu, tốt, vậy tôi xin rửa ruột chờ đợi. Tiêu Mân Hồng cười nói, bí thư Trương, anh sợ tôi bỏ thuốc sổ vào thức ăn à mà phải chuẩn bị rửa ruột. Cô ta xoay người bước đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 200.